Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình The Kim Nhung Show trong mục Con người và sự kiện. Kính thưa quý vị, từ năm 1974 và năm 1988, Trung Cộng đã sử dụng bạo lực quân sự để cưỡng đoạt Hoàng Sa và một phần của Trường Sa Việt Nam. Đến tháng 12 năm 2007, Bắc Kinh lại chính thức khẳng định chủ quyền của họ trên Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách sáp nhập hai quần đảo này vào huyện Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, nhân ngày 19 tháng 1 sắp tới và nghị định ngang ngược cấm bắt cá trên biển Đông của giới cầm quyền tỉnh Hải Nam vừa mới ban hành, vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa thêm một lần cần được xét lại để xem người Việt cần phải làm gì, như thế nào trong tình hình hiện tại. Kim Nhung Show ngày hôm nay sẽ có buổi mạn đàm với nhà văn Phan Nhật Nam trong chương trình Con người và sự kiện về vấn đề này. Kim Nhung xin rất hân hạnh trở lại với nhà văn Phan Nhật Nam. Kính chào ông. Kính chào cô Kim Nhung, kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa với là nhà văn Phan Nhật Nam, cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa trong mấy năm qua cũng đã có những lúc tình hình này được xem nhẹ, nhưng mà gần đây thì cái nghị định bắt đánh bắt cá của giới cầm quyền Hải Nam yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải nhận được cái sự đồng ý của giới chức trách ở địa phương thì các nước mà vào đánh bắt cá mới có thể đánh bắt hoặc là khảo sát trên 2/3 biển Đông từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Như vậy thì có nghĩa là gì khi mà Kim Nhung thấy vấn đề Biển Đông vẫn còn nằm ở trong cái vùng còn đang tranh chấp, thưa ông? Dạ vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán thính giả. Thì quả tình, cái nhà cầm quyền Hải Nam này á, không phải là tự nhiên người ta muốn như thế. Mà như cô đã trong phần diễn nhập cô đã nói rồi, năm 2007, nó đổi tên cái Hoàng Sa của mình thành ra là Tây Sa, và cái Trường Sa của mình là làm thành là Nam Sa. Và đứng về mặt hành chính là thiết là bỏ đặt vào ở trong tỉnh Hải Nam á. Thế từ hồ năm đó đến 27, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 có khi lên, có khi xuống, nhưng mà lần lần từ cái năm 2008 qua 2009 lại 10, hình như đến cái lúc mà cả bên phía Bắc Kinh lẫn Hà Nội người ta lờ đi. Rồi người ta lờ đi thì cô đã thấy rằng trong cái chương trình mà về nhân quyền thì cô thấy cái em Phương Nguyên chỉ nói tàu khựa hãy cút đi, thì cái câu này nó không đụng chạm gì ai hết, thế mà bị tù, bị tội. Rồi các blogger như Huỳnh Thục Vy, bài hát của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, cái là đụng đến tàu, nói gì thì nói, nhưng mà đụng đến tàu gái và đụng đến Hoàng Sa, Trường Sa thì là bị tù ngay, không phải bị tù thường. Một cái bài hát chắc ở trên thế giới không có một cái xứ sở nào mà bài hát về yêu nước Việt Nam tôi đâu, thế mà bị tù. Vâng, mà không phải bị tù thường mà bị tù nặng nữa, bị tù giam rất nặng. Thành thử thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán giả, nhưng bây giờ để đến cái lúc người Tàu người ta hợp tức quá. Người Tàu này không phải là người Tàu một cách tổng quát là người Tàu ở Bắc Kinh, mà bây giờ người ta hợp thức hóa là bằng cái nghị định. Nghị định này là nghị định của Hải Nam, là nếu tàu nào mà vào đánh bắt á, thì bị bắt thì sẽ bị tịch thu cá, tịch thu ngư cụ và bị phạt đến 82.600 đô la. Mà cái vùng này là hết 2/3 địa Biển Đông và chiếm đến 1.500.000, tức là nó bao gồm từ Hải Nam, nó bao gồm tất cả cái đường lưỡi bò. Thì như cô đã vừa nói ở trong phần diễn nhập, đây là cái vùng đang còn tranh chấp, đang còn nói chuyện mà. Nhưng mà bây giờ nó đi thêm bước. Bước thứ nhất là năm đã biến thành cái Hoàng Sa và biến thành là Tây Sa, Trường Sa đổi tên thành Nam Sa và lập thành một cái thành phố có đơn vị hành chính ở trên cái đảo Hoàng Sa của mình. Tôi xin mới ngoặc đơn, Hoàng Sa là thuộc về Quảng Nam, Đà Nẵng, Trường Sa là thuộc về của Phước Tuy, của Việt Nam Cộng Hòa rất là lâu, và chúng ta sẽ tiếp tục cái, sẽ trở lại cái chuyện này. Thế bây giờ, người ta đặt hai cái hòn đảo của Việt Nam, đặt dưới quyền hành chính của cái tỉnh Hải Nam. Chưa hết, bây giờ đi thêm bước nữa. Bây giờ nhà cầm quyền Hải Nam, cô xin quý vị và cô Kim Nhung hãy để ý, đây là nhà cầm quyền Hải Nam ra lệnh.
có nghĩa là gì? À, đây là công việc của chúng tôi, đây là vùng này là của chúng tôi rồi, chúng tôi ra cái lệnh đánh bắt cá cho ngư dân Trung Hoa và đồng thời cho tất cả những cái tàu nào mà vô trong vùng biển của nước tàu. Và nếu... chị mượn cái vùng Hải Nam, chứ không nói là cửa của Trung Cộng ra cái nghị định này, nhưng mà cái vùng Hải Nam, vùng đó không thôi. Phải là nhà cầm quyền Trung ương Bắc Kinh. Đây là cái đây như vậy. Thì nếu đi thêm một bước, thì bây giờ nếu quý vị muốn vô đánh cá chăng thì phải xin phép, mà không phải xin phép ở Bắc Kinh, xin phép Hải Nam. cũng giống như là nghĩa là đặt một cái chuyện đã rồi, là cái 2/3 cái biển Đông, 1,5 triệu dặm vuông ở trên cái vùng lưỡi bò đó là thuộc quyền đương nhiên của cái tỉnh Hải Nam đó. Thành thử nếu có tàu nào đi vô vào thì mà không xin phép thì chúng tôi sẽ phạt 82.600 đô la. Lúc cái này nó ngang ngược, cũng giống như là hôm cuối năm 2013 là lập ra cái vùng AZIT, tức là vùng kiểm soát về không lưu. Tàu bay nào muốn bay vào trong đó thì phải báo cáo cho cái cơ quan mà kiểm soát không lưu của Bắc Kinh. Cái sự ngang ngược này đã bị người Nhật, đã bị người Mỹ, người ta bác bỏ vào ngay cái chuyến mà ông Kerry mà ông có đến thăm, mà cái chương trình của cô cũng có nhắc đến, là ông khẳng định rằng là cái vùng này không ai chấp nhận hết. Tự nhiên anh vẽ ra lên trời một cái vùng gọi là vùng kiểm soát không lưu dưới quyền của anh, rồi ai đi vào đó là phải báo cáo. Lại tất nhiên những cái cơ quan hàng không mà dân dụng thì người ta cần phải an toàn thì người ta báo cáo, nhưng mà đối với những cái máy bay của quân sự, thành tựu người Mỹ người ta đưa vô 2 chiếc B-52, lại tất nhiên không có bom ở trên đó, nhưng người ta bay thẳng vào ở trong cái vùng đó mà người ta không cần báo cáo. Và hiện tại cái vấn đề đó là một cái vấn đề đang tranh chấp ở đối với người Nhật. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vấn đề mà như ông đã trình bày, cái nghị định ngang ngược, tuy mình nói là ngang ngược nhưng mà thực sự là họ không có nói suông. Chúng ta thấy vừa qua trong cái ngày 3 tháng 1, một cái tàu tuần tiểu của Trung Cộng họ đã đâm vào một cái tàu đánh cá của người Việt ở quần đảo Hoàng Sa, dùng dùi cui rồi roi điện đánh với ngư dân. Vâng, vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy không có phải là chỉ mới xảy ra đây trong như là trong cái ngày 3 tháng 1 vừa qua, nhưng mà trong quá khứ nó cũng đã xảy ra rất là nhiều. Chúng ta đã bàn cách đây, Kim Nhung nhớ là 2-3 năm, rồi. Kim Nhung cũng đã nói chuyện với ông hoặc là với nhà báo Phạm Trần về vấn đề này, thì một loạt những cái hậu quả biến cố nó đã xảy ra từ trước rồi. Thưa ông, không có thể nhắc lại những cái vụ việc chính này không thưa ông? Dạ vâng, thưa cô Kim Nhung, chúng ta dùng cái chữ ngang ngược đó không phải cô và tôi dùng trên diễn đàn này, mà rất nhiều người, các cái giới quan sát ở quốc tế, người ta nói vô lý quá. Đây là cái vùng biển đang tranh chấp, rồi anh đặt ra những cái nghị định riêng của cái tỉnh Hải Nam đó và yêu cầu nếu ai đi vào đó thì phải xin phép, mà không phải xin phép Bắc Kinh, mà xin phép, không phải là xin phép của Bộ Ngoại, đây không phải là một nghị, đây không phải là một cái tuyên cáo Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, mà đây là một nghị định hành chánh của tỉnh Hải Nam. Thành tựu ai muốn vào đấy đánh thì phải xin phép nhà cầm quyền Hải Nam, cũng giống như là đối với cái vụ mà khai thác dầu lửa ở trên biển Đông. Thành thựu cái này nó vô lý. Cái vùng biển này đang tranh chấp, bây giờ đặt ra vấn đề nếu muốn khai thác dầu lửa hãy nói chuyện với tôi, giống như đi vào nhà người ta ăn cướp xong rồi đóng vô trong nhà người ta, nói tôi bây giờ anh với tôi nói cái chuyện ở trong cái nhà này, mà cái nhà này là nhà của người ta, đây cái vùng này là vùng đang tranh chấp. Thế bây giờ qua câu hỏi của cô thì tôi xin trả lại cái chuyện cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa này, nó không phải là đến giờ này nó mới xảy ra. Với cái năm 2013, tôi xin mở ngoặc đơn, cái nghị định mà của Hải Nam này nó có từ tháng 11 năm 2013 cơ, nhưng hôm nay nó thi hành. Có nghĩa là gì? Hôm nay lúc xưa vẽ ra một cái đường 9 đoạn cái lưỡi bò nhưng cách mơ hồ thôi, và bây giờ đang bàn thảo ở trên cái về công ước về luật biển, trên nguyên tắc về ứng xử ở Biển Đông đang còn bàn thảo. Bây giờ người Hoa bước thêm một bước, bây giờ đất
không thôi không bàn cãi nữa. Nước cái vùng lãnh hải này là của tỉnh Hải Nam nhất định rồi, bây giờ muốn vào muốn khai thác dầu lửa, muốn đánh cá thì phải xin phép nhà cầm quyền địa phương Hải Nam, thì nó ngang ngược quá. Thành thử bây giờ thưa cô, bây giờ qua câu hỏi của cô thì tôi xin nói rằng cái vấn đề này không phải là đến năm 2014, nó cũng phải là 2013, nó cũng phải là 2007, mà nó đã có từ cái thời năm 1958 với cái nhà nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của cái ông gọi là ông Chủ tịch Hồ Chí Minh và một ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Cớ sự nó đã xảy ra từ những cái ngày xa xưa đó. Nhưng mà cái công hàm mà ông nhắc tới Phạm Văn Đồng, công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào ngày năm 1958. Vâng, ký ngày 14 tháng 9. Vâng, tại sao tới ngày 19 tháng 1 năm 74 thì Trung Cộng mới đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa thưa ông? Dạ vâng, thì thưa cô, việc đầu tiên mình phải nói về cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 58 cái đã. Thì trước đó khoảng 10 ngày thôi, ngày 4 tháng 9, phía bên Bắc Kinh là thủ tướng lúc ấy là quốc vụ viện, tức là thủ tướng đó, là Chu Ân Lai, có ra một cái tuyên cáo đó là cái vùng lãnh hải của nước Tàu căn cứ trên cái luật quốc tế là 12 hải lý là lãnh hải, tức là cái vùng mà đây là đất liền và đây là tiếp giáp với đất liền là ra 12 hải lý, là vùng đó là vùng lãnh hải của quốc gia. Tôi xin mở ngoặc đơn rất rõ, đây là lục địa mục nước, rồi đây là biển, thì cái vùng mà sát cạnh đó thì người ta gọi là vùng nội thủy, rồi từ vùng nội thủy đó ra 12 hải lý là lãnh hải, rồi 12 hải lý nữa gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải, rồi xong đó có 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế của cái quốc gia đó, và sau đó là đến 350 hải lý là vùng thềm lục địa, và sau đó là địa quốc tế. Thành thứ cái công hàm bắt đầu nghị định đầu tiên cái tuyên cáo đầu tiên của Chu Ân Lai là ngày 4 tháng 9 là tính từ bờ biển Trung Hoa hoặc là đi ra 12 hải lý là lãnh hải của Trung Hoa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà các hải đảo như đảo Hải Nam và đảo Đông Sa, đảo Tây Sa, lúc tức là Hoàng Sa của mình á, Đông Sa, Trung Sa, Tây Sa, Nam Sa, tức là Trường Sa, thì tính từ cái đảo đó ra 12 nữa, 12 hải lý nữa là thuộc về lãnh hải của người Trung Hoa. Thế cái điều này nó vô lý. Nó vô lý là cái chỗ nếu mà anh tính xung quanh từ cái đảo Hải Nam thật lớn mà ra 12 hải lý thì còn hợp lý, chứ còn dưới này của Trường Sa và Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì anh tính sao được. Nhưng mà cho rằng rồi là anh tính rồi được, anh tính nữa 12 hải lý thì cũng không rơi vào cái đường chín đoạn đó, nhưng mà chưa biết làm sao để vừa lòng với ở phía bên Bắc Kinh. Thì ngày 4 tháng 9 là cái công hàm của cái tuyên cáo của Bắc Kinh do ông Chu Ân Lai ký, thì ngày 14 tháng 9 ông Phạm Văn Đồng gửi một cái công hàm ngay cho ông Chu Ân Lai, với tất cả cái công hàm đó nó có một cái nội dung rất cụ thể. Chúng ta sẽ trình bày cái công hàm đó mà hình như ai cũng biết hết, là đồng ý với sự quy định của đồng chí tổng lý, tức là cái ông Chu Ân Lai đó. Thì bây giờ nội cái chuyện đó không thôi đã thấy một điều nó vô lý. Vô lý thứ nhất là cái điều này là của ông Chu Ân Lai, ông nói về lãnh hải của ông á, lãnh hải của nước Tàu, thì tại sao mà kéo vô lấy vô xuống Nam Sa và Trung Sa của Việt Nam? Thành thử đó là một cái điều nó xảy ra từ 1958 chứ không phải đến hôm nay. Thưa với nhà văn Phạm Nhật Nam, cho Kim Nhung xin phép để vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show trong một Con Người và Sự Kiện với nhà văn Phạm Nhật Nam.
Thưa với nhà văn Phan Nhạn Nam, thì xin ông có thể tiếp tục về cái vấn đề mà Kim Nhung nói là sau khi cái công hàm được ký năm 1958, vậy thì tại sao mãi tới ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì Trung Cộng mới chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa? Thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán thính giả, thì tôi xin lặp lại cái chuyện này. Thứ nhất là tôi xin nhấn mạnh các cái chi tiết. Là ngày 4 tháng 9 là ông Chu Ân Lai là Tổng lý Quốc vụ viện, tức là Thủ tướng, ra một cái tuyên cáo về 12 hải lý. Bây giờ chúng ta mở ngoặc đơn, 12 hải lý chứ chưa phải là cái đường chín đoạn. Thì chưa, cái việc này của ông Chu Ân Lai và bên Bắc Kinh thì chắc chắn là ông Phạm Văn Đồng không phải tự tung tự tác mà phải được đồng ý của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoan nghênh và đồng thuận về cái chuyện về cái quy định của ông Chu Ân Lai. Thế bây giờ thì trong cái quy định đó, nếu lấy 12 hải lý từ đảo Hải Nam ra thì hợp lý rồi, đó là lãnh hải của nước Tàu. Nhưng mà 12 hải lý là tính từ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà người Tàu đặt gọi là Tây Sa và Nam Sa nữa, thì lúc đó là mới đụng chạm đến cái vấn đề của việc lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Vì tôi xin lặp lại, Hoàng Sa là thuộc về tỉnh Quảng Nam và Trường Sa là thuộc về tỉnh Phước Tuy. Thế thì, nhưng mà tại sao nó yên hoài từ năm 1958 đến 1974 mới xảy ra? Thì thưa với quý vị, thưa cô Kim Nhung, đây là một cái vấn nạn của lịch sử, mà đây là một bi kịch của lịch sử, chính trị của lịch sử mà chúng ta phải nói rõ. Là đến năm 1974 là Mỹ phải rút ra khỏi Việt Nam rồi, sau Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng 1973 và chỉ trong 60 ngày là đến 27 tháng 3 1973 là phải rút ra khỏi, toàn bộ ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà không phải là 1973 mới rút nữa. Thật ra có cái thông cáo Thượng Hải giữa trong cái chuyến viếng thăm giữa Kissinger và Nixon qua bên gặp Chu Ân Lai và Nixon, và Mao Trạch Đông, và ra một cái thông cáo Thượng Hải. Thì đến giờ này, từ 73 đến giờ này, thì thấy rõ ràng ra rồi là đó là cái thông cáo, cái Hiệp định Ba Lê là hậu quả của thông cáo Thượng Hải. Và thông cáo Thượng Hải và đó là cái gì? Là người Mỹ rút ra khỏi Đông Nam Á, mà nói cách cụ thể rút ra khỏi Đông Dương, rút ra khỏi Việt Nam. Thế đó là bằng chứng là sau ngày 60 ngày, sau ngày 27 tháng Giêng 1973. Thì khi người Mỹ rút ra khỏi như vậy thì người Mỹ lo một chuyện gì? Là lo người Nga sẽ có mặt ở vùng phía Nam Thái Bình Dương, ở vùng Biển Đông. Thì cái chuyện mà hạm đội Nga mà đi vào vùng Biển Đông từ thế kỷ, đầu thế kỷ người ta đã qua một lần, nhưng mà thấy xa xôi quá. Nhưng mà hôm sau cái vụ mà cái Hiệp định Paris và người Mỹ rút ra khỏi Việt Nam thì đúng là người Nga xuống đến Biển Đông chưa bao giờ sâu đến như vậy, và người ta đóng ở Cam Ranh do sự đồng ý của Hà Nội và lúc ấy là của Tổng Bí thư Lê Dũng. Thì người Mỹ đã thấy được cái ý đồ đó, cho nên mới nhường cái vụ Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông lại cho ông Trung Cộng. Để làm gì? Để ông chắn cái hạm đội Nga. Vì theo cái chiến lược của người Mỹ, không phải là hôm nay chúng ta bàn chuyện tam quốc, nhưng đây là rõ ràng, vì trong thế kỷ thứ 20, vào những năm 70, 80, 90, trước khi Liên Xô sụp đổ, thì đối với người chiến lược của người Mỹ, thì nước Nga nó nghiêm trọng hơn, vì nó có bom nguyên tử và nó có đủ khả năng để gây ra một cuộc chiến tranh lớn, nhất là ở mặt trận của châu Âu. Cho nên đối với chiến lược của người Mỹ lúc đó là làm sao chặn người Nga trước khi chặn người Tàu. Mà muốn chặn người Nga hữu hiệu nhất thì là nâng cái ông Trung Cộng lên. Thì thưa với quý vị, đây là cái bi kịch về chính trị mà chúng ta là hôm nay là công dân Mỹ, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng người Mỹ phải lo chuyện toàn cầu, không phải lo chuyện Việt Nam và Biển Đông. Biển Đông ăn nhập gì với người Mỹ ấy? Việt Nam nhưng mà chứng tỏ là người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thưa với nhà văn Phan Nhạn Nam, khi mà ông nhắc tới vấn đề lịch sử của Việt Nam thì Công Nhung lại, tuy là trẻ tuổi nhưng mà thấy mình đau lòng quá.
Bởi vì ông đã nhắc là cái chiến lược, vì cái chiến lược của người Mỹ, họ sẽ lúc thì họ phải lại dùng cái nước này để ngăn nước kia. Dạ vâng, thế thì rõ ràng là dùng tàu để ngăn Nga. Thì ai là người chịu thiệt thòi? Có phải Việt Nam hay không? Bởi vì họ thả Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Cộng. Chắc Kim Nhung trở lại cái vấn đề mà sau Hiệp định Ba Lê năm 1973 mà hồi nãy ông vừa mới nhắc, thì ai cũng thấy là người Mỹ đã rút ra khỏi cuộc chiến Việt Nam, rút ra khỏi Đông Nam Á, cụ thể là vấn đề Biển Đông. Nhưng mà hôm nay Hoa Kỳ lại trở lại Biển Đông. Như vậy chẳng lẽ Hoa Kỳ lại thấy Trung Cộng họ lại hung hăng và họ không có nhượng bộ Hoa Kỳ cho nên là mới trở lại? Thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán thính giả, quả tình chúng ta nói cái vấn đề này là con người và sự kiện. Đây là những sự kiện có thật. Nó không phải do cảm tính, nó không phải do lòng yêu nước của một người Việt Nam, mà nó cũng không phải là một người công dân Mỹ bàn về chính sách của nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng quả tình chúng ta đang ở Mỹ mấy mươi năm, nhưng mà chúng ta cũng ở trong Bạch Ốc đâu mà biết, chúng ta cũng ở trong Hội đồng An ninh Quốc gia đâu mà biết. Và qua cái chương trình của cô, như cái vụ của Tổng thống Kennedy bị bắn chết chẳng hạn, nó vượt ra khỏi những cái ý niệm và sự theo dõi. Cả một cái ủy ban Warren mấy mươi năm cũng chưa, bây giờ chưa ai biết bắn cái tổ chức nào đã gây nên cái thảm sát của Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 1963. Bây giờ trở lại chuyện Việt Nam, thì quả tình đến giờ này rất nhiều người giới quan sát quốc tế, mà ngay chính của nước Mỹ nữa, ngay chính những chuyên viên về Đông Nam Á, về Việt Nam, về Trung Cộng, người ta cũng đặt ra những vấn đề. Như cái ông Malik, ông đặt ra vấn đề hóa ra là ở trong chính giới Mỹ, ở trong vẫn thiếu một cái chuyên viên về Biển Đông, vẫn thiếu một chuyên viên về Đông Nam Á, vẫn thiếu một chuyên viên về Việt Nam, về Trung Hoa. Thì cái đó thì chúng ta không dám đặt ra vấn đề đó. Nhưng mà rõ ràng nếu không có người Mỹ, chúng ta sẽ nói rõ trong cái phần thứ hai trong trận chiến Hoàng Sa, nếu không có người Mỹ thuận một cách rõ ràng qua cái hiệp định, qua cái thông cáo Thượng Hải năm 72 ký kết giữa Chu Ân Lai và Kissinger và Nixon, và Mao Trạch Đông có sự supervisor của Mao Trạch Đông nữa, có sự đồng thuận của Mao Trạch Đông, chỉ đạo của Mao Trạch Đông. Thành thứ đến qua trận Hoàng Sa thì Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chết đuối, mà tòa đại sứ ở Sài Gòn yêu cầu tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cho can thiệp với hạm đội 7, nhưng mà hoàn toàn người Mỹ đã án binh bất động và không tiếp cứu, làm một cái động tác gọi là nhân đạo đối với một cái người đồng minh của mình. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của cô, tại sao cái công hàm của Phạm Văn Đồng 58 mà đến 74 mới đánh? Tại vì từ 58 mà đến trước 73 là người Mỹ đang còn dính líu ở Việt Nam, trước 72 đang còn dính líu ở Việt Nam, đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa trong những năm đó, thì chỉ 50 phút là tan thân với hạm đội 7 của Mỹ ngay. Cho nên người ta phải đợi làm gì? Đợi đến khi ký hiệp định Ba Lê, đợi đến khi có thông cáo Thượng Hải năm 1972 và thấy rõ ràng người Mỹ đã quay mũi tàu đi về phía của bên Địa Trung Hải, bên Ấn Độ Dương, thì khi ấy người tàu mới xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vâng, thưa ông, nói về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì ở đây còn nhiều cái khúc mắc mà Kim Nhung cần nhiều thời gian để mà có thể đặt câu hỏi đến với ông. Thì có thể là Kim Nhung sẽ hẹn với nhà văn Phan Nhã Nam trong tuần lễ tới. Kim Nhung xin cảm ơn thời gian quý báu của ông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cô Kim Nhung, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện. Một cái bi kịch lịch sử không lấy gì làm phấn khởi lắm, nhưng chúng ta cần phải học những bài học từ lịch sử. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mình xin cảm ơn ông. Kim Nhung xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sự kiện Con Người và Sự Kiện của The Kim Nhung Show với nhà văn Phan Nhật Nam. Và chúng tôi sẽ trở lại chương trình này vào thứ ba tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Chương trình The Kim Nhung Show được...
Kính thưa quý vị, và tiếp theo là bản tin từ Việt Nam cho hay, vận động cho nhân quyền Việt Nam trước cuộc kiểm điểm UPR của Hà Nội. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là theo tin từ VOA Việt ngữ thì các chiến dịch vận động nhân quyền Việt Nam được tiến hành ráo riết tại Hoa Kỳ trước cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát được gọi tắt là UPR của chính phủ Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc. Hai cuộc vận động mang tên chiến dịch xóa bỏ tra tấn tại Việt Nam và chiến dịch đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam được Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS phối hợp với các tổ chức bảo vệ nhân quyền đồng loạt phát động, với cao điểm là một cuộc điều trần của thân mẫu nhà hoạt động đang bị giam cầm Đỗ Thị Minh Hạnh tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16 tháng 1. Bà Trần Thị Ngọc Minh là mẹ của cô Minh Hạnh sẽ cùng với các thân nhân các tù nhân lương tâm khác trên thế giới điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm tuần này về thực trạng bị giam cầm, tra tấn của các nhà bất đồng chính kiến. Đây là các nỗ lực mới nhất kêu gọi cho một nhân quyền Việt Nam trước khi Hà Nội báo cáo thành tích nhân quyền lần thứ nhì theo thể tức UPR 4 năm một lần tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ an toàn cho vùng biển Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo nhiều nguồn tin từ Đà Nẵng cho hay, vào ngày 14 tháng Giêng, diễn đàn thường niên cấp tư lệnh của các lực lượng bảo vệ duyên hải của các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 3 được tổ chức tại Đà Nẵng. Chủ đề hội nghị là tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Tham dự hội nghị, ngoài đoàn đại diện thuộc lực lượng bảo vệ duyên hải của 4 quốc gia thuộc vùng vịnh Thái Lan, gồm có Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, dự lễ khai mạc còn có bà Rina Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn và các đại biểu thuộc chương trình kiểm toán xuất khẩu và an ninh biên giới của quốc gia này. Tại diễn đàn này, Tổng lãnh sự Rina Bitter đã có bài phát biểu nhấn mạnh về tái cân bằng nỗ lực của Hoa Kỳ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bà Rina Bitter cho hay rằng quyết định của Tổng thống Obama trong việc tái cân bằng nỗ lực sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương thể hiện không chỉ tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực, mà còn là sự tái khẳng định Hoa Kỳ là cường quốc ở Thái Bình Dương, có lợi ích gắn liền với nền kinh tế, an ninh và trật tự chính trị của châu Á. Tổng lãnh sự Rina Bitter nhấn mạnh, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ trong các nỗ lực bảo đảm an toàn cho vùng biển Đông Nam Á nhằm phục vụ cho một tương lai ổn định và thịnh vượng của tất cả. Theo chương trình thì hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng Giêng. Tập đoàn Rose Rock của Rockefeller đầu tư 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim vào Việt Nam. Thưa quý vị, tập đoàn Rose Rock, một công ty quản trị đầu tư được sự hậu thuẫn của gia đình tỷ phú Rockefeller tại Hoa Kỳ, sẽ phát triển một dự án xây dựng nhà ở và khách sạn cao cấp trị giá 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim tại vùng duyên hải miền Nam và miền Trung của Việt Nam. Tin của báo mới cho biết là công ty dầu khí Vũng Rô hoạt động tại Việt Nam và tập đoàn Rose Rock ngày hôm nay đã ký một thỏa thuận hợp tác tại Hồng Kông để thực hiện tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng ở vịnh Vũng Rô, một địa điểm ở gần thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dự án phát triển vịnh Vũng Rô bao gồm một diện tích lên tới 200.000 cây số vuông và gồm 3 khu chính, đó là The Marina, The Village và Bãi Môn, kết nối với nhau bằng một con đường tản bộ dài 2.5 km được đặt tên là The Green Thread. Dự án đầu tư quan trọng này được loan báo giữa lúc mà giới đầu tư đang chú ý tới Việt Nam như là một địa điểm đầy tiềm năng để khai thác du lịch và các khu giải trí gồm có cả các sòng bài. Hãng tin tài chính Bloomberg ngày hôm nay trích lời Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trịnh Đình Dũng phát biểu vào hôm 24 tháng 12 vừa qua rằng thị trường địa ốc Việt Nam đã sụt giảm từ 10% tới 30% vào hồi năm ngoái và giá đất tương đối rẻ đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư nước ngoài. Cộng sản Việt Nam noi gương Trung Cộng đang tìm cách thu hút chất xám Việt Kiều. Thưa quý vị, theo như đài VOA Việt ngữ, học theo kinh nghiệm của Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam đang tìm cách thu hút chất xám từ nước ngoài và khai thác nguồn nhân lực có kỹ năng cao về khoa học và phát triển công nghệ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tân Hoa Xã vào ngày hôm nay trích nguồn tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng sản Việt Nam tường thuật rằng Hà Nội đã phái một đoàn công tác sang Trung Quốc từ tháng 12 năm 2013 cho tới đầu tháng Giêng năm 2014 để học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực thi kế hoạch 111 của nước này nhằm thu hút chất xám từ nước ngoài. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam bà Bùi Thị Huy Hợp lên tiếng cho rằng nỗ lực thu hút tài năng trong giới Việt Kiều tương tự như kế hoạch 111 của Trung Quốc thuyết phục Hoa Kiều ở nước ngoài về nước làm việc dự kiến sẽ được thực hiện thí điểm tại Việt Nam trong các dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với mục đích
tăng khả năng của các viện nghiên cứu nội địa trong 10 lĩnh vực ưu tiên. Theo dự kiến, kế hoạch này sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 cho tới năm 2020. Luật về khoa học và công nghệ đã được tu chính và có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014, gồm có một điều khoản về hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế để thu hút tài năng trong giới Việt Kiều. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia tăng vọt. Thưa quý vị, tin cho biết là tình trạng bất ổn chính trị tại Campuchia đã không giảm thiểu. Các khoản đầu tư đổ vào nước này từ Việt Nam dựa trên những số liệu thống kê do Thủ tướng Hun Sen công bố vào hôm 13 tháng 1. Theo tin của Phnom Penh Post, theo bài phát biểu của Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Campuchia và Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen nói rằng đầu tư đến từ Việt Nam đổ vào Campuchia trong năm vừa rồi, 2013, đã đạt 302 triệu Mỹ Kim, tăng 250% so với chỉ có 86 triệu Mỹ Kim vào năm 2012. Tin của Tân Hoa Xã ngày hôm qua tường trình việc ông Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các khâu giao thông đường không, đường bộ và đường biển để phát triển kinh tế, thương mại và du lịch. Các lĩnh vực hợp tác gồm có viễn thông, ngân hàng và tài chính cũng như là nông nghiệp. Dịp này, thưa quý vị, thì Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ giúp xây một đoạn của quốc lộ số 78 của Campuchia, đồng thời đồng ý giúp cho nước láng giềng Campuchia bằng cách bán 200 MW điện năng cho Campuchia trong những mùa khô và mua lại của Campuchia 100 MW điện trong những mùa mưa. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam tới Campuchia vào hôm Chủ nhật vừa qua trong chuyến đi 3 ngày tới thăm nước này. Bản tin sau đây cho hay Việt Nam sẽ còn đón tuyết. Thưa quý vị, theo như các chuyên gia cho hay rằng có thể còn có một cho tới hai đợt tuyết rơi nữa trong thời gian sắp tới. Tuyết thường rơi vào tháng Giêng, nhưng có năm cũng xảy ra vào tháng 3. Vào chiều ngày 13 tháng Giêng, thì ông Lê Thanh Hải là Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cơ quan khí tượng vào ngày hôm qua ghi nhận có tuyết rơi trong thời gian ngắn tại hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Ngoài ra thì một số điểm cao trên đỉnh Hoàng Liên Sơn có thể cũng có tuyết rơi. Theo ông thì những ngày tới, trưa chiều trời giảm mây, hừng nắng, đêm quang mây, nên rét rất sâu, có nơi xuống dưới 5 độ C. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối. Theo nhiều chuyên gia khí tượng cho biết, một năm nhiều nhất thì có khoảng từ 3-4 lần tuyết rơi. Mùa đông năm nay thì đã có 2 đợt, như vậy thì có thể còn 1-2 đợt tuyết rơi trong thời gian sắp tới. Ông Hải cho biết, tuyết thường rơi vào tháng Giêng, nhưng có năm cũng đã xảy ra vào tháng 3 như là năm 2011. Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam tổng kết của Công an Cộng sản Việt Nam. Cả Việt Nam hiện nay đang có khoảng 33.000 người mại dâm. Thưa quý vị, Công an Cộng sản Việt Nam vừa cho biết cuộc điều tra về tệ nạn xã hội của năm qua cho biết rằng trong nước có khoảng 33.000 người mại dâm. Tuy nhiên, rất nhiều người nghi ngờ về con số này. Điều đáng buồn cười là hội nghị diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 1 vừa qua, hầu hết hồ sơ các tỉnh, thành phố trong nước đều báo lên trung ương và địa phương của họ là không có tình trạng mại dâm nam hay là nữ, nhưng kết quả thăm dò thì cho thấy con số không nhỏ. Tuy vậy, nhiều người nhận định rằng con số 33.000 đó vẫn còn quá ít so với thực tế của một quốc gia 90 triệu dân đang bùng nổ và ý thức giải phóng tình dục như hiện nay. Công an Cộng sản Việt Nam cũng thú nhận là số phụ nữ hành nghề mại dâm có hồ sơ quản lý đang ngày càng ít dần, chỉ còn khoảng 9.000 người. Nhưng ở một góc nhìn khác thì rõ ràng là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đang không còn kiểm soát được những hoạt động chìm trong xã hội và những hồ sơ về phụ nữ mại dâm cũng đã thiếu tính cập nhật. Tuy vậy, thưa quý vị, trong hồ sơ báo cáo về tệ nạn này, Bộ Lao động Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng hai năm 2012 và 2013, tệ nạn mại dâm có diễn biến quá phức tạp, vô cùng khó kiểm soát và cũng như đã có nhiều tổ chức mới xuất hiện, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định, Hải Phòng. Thậm chí, bản điều tra cho biết ở nhiều nơi đã công khai hình thành một số khu phố tụ điểm mại dâm, nhất là tại các địa phương phát triển về du lịch, nghỉ mát. Tại Việt Nam thì mại dâm là một tệ nạn xã hội chưa kiểm soát được, nhưng điều đáng nói hơn là tình trạng phân biệt đối xử hết sức tồi tệ. Phần lớn phụ nữ mại dâm khi bị bắt đều bị làm nhục, bị công khai danh tính hay là hình ảnh v.v. Nhưng những người chi tiết liên quan tới người mua dâm đều được giữ kín, thậm chí đã có trường hợp công an đùa giỡn quay lại video người mại dâm bị và không cho mặc quần áo và sau đó tải lên các trang mạng để làm vui. Dư luận cũng đã phản ứng dữ dội về các vấn đề này nhưng có vẻ như là không ăn thua.
Trước áp lực của công chúng, Công an Cộng sản Việt Nam cũng đã phải thay đổi luật nhằm có nhân tính hơn. Luật mới có tên là 167-2013 Nghị định Chính phủ sẽ xử người bán dâm sẽ mức phạt cảnh báo hoặc là phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Còn người mua dâm sẽ bị phạt nặng hơn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đặc biệt là hành vi lôi kéo người khác mua dâm sẽ bị phạt 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Năm 2014 thì luật này sẽ được áp dụng. Thưa quý vị, theo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thanh Long, nguy cơ cúm H7N9 xâm nhập Việt Nam rất lớn. Theo như ông Long, tại tỉnh Quảng Đông, nơi có giao thương và đi lại nhiều, với Việt Nam đã có 7 trường hợp mắc cúm H7N9. Trong khi đó, tại Hồng Kông, Đài Loan và Canada đã có người nhiễm cúm H7N9 sau khi đi du lịch Trung Quốc và số người mắc H7N9 tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Hai tháng 11 và 12 năm 2013 có 10 trường hợp mắc mới. Tính từ tháng 3 đến 13 tháng 1 năm 2014 thì đã có 168 người mắc H7N9 tại Canada, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ Đài Loan, Hồng Kông, trong đó có 51 trường hợp tử vong. Hiện tại thì khách nhập cảnh Việt Nam vẫn đang được theo dõi thân nhiệt nhằm phát hiện sớm và cách ly người bị sốt, phát hiện sớm ca bệnh. Tuy nhiên, thưa quý vị, điều khó khăn là dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, số lượng gia cầm, thủy cầm tiêu thụ sẽ tăng mạnh. Các chợ gia cầm sống nhỏ lẻ sẽ bùng phát trong một tháng trước và sau Tết. Nguy cơ dịch bùng phát ngoài cúm H7N9 còn có cúm H5N1 là không nhỏ. Vào dịp này thì Bộ Y tế cũng mạnh mẽ khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm ốm chết. Khi giết mổ gia cầm sống thì phải có trang bị bảo hộ phòng dịch như là găng tay, rửa tay sạch sau khi chế biến gia cầm. Tin về việc chia sẻ thông tin bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Nguồn tin từ Đà Nẵng. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua tại Đà Nẵng, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia vùng Vịnh Thái Lan lần thứ 3 với chủ đề tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin bảo đảm an ninh an toàn trên biển, khai mạc với sự tham gia của các vị đại diện những quốc gia Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đại diện cho chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, phối hợp với các quốc gia trong vùng Vịnh Thái Lan tổ chức chương trình này. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả hợp tác, tình hình an ninh, trật tự trên vùng Vịnh Thái Lan, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả trong việc thi hành luật trên biển, đồng thời tạo ra sự tin cậy, hiểu biết và đồng thuận giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia ở vùng Vịnh Thái Lan trong xử lý các thách thức hiện hữu đối với vấn đề an ninh biển. Từ đó, xác định mục tiêu và lĩnh vực hợp tác chung giữa các quốc gia trong vùng. Giới hữu trách còn cho biết hội nghị lần này cũng nêu ra các tình huống trên biển như là nhập cư trái phép, đánh bắt cá trái phép và tìm kiếm và cứu nạn, để các nhóm thảo luận xử lý và tìm những giải pháp cụ thể để giải quyết các tình huống nêu trên. Hội nghị cũng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể đa phương và song phương. Lấy sim điện thoại từ xác ngư dân trôi giạt trên biển để gọi cho người thân. Thưa quý vị, tin từ Thanh Hóa, chiều ngày 13 tháng 1, công an của xã Hải Ninh, Thanh Hóa cho biết thi thể ngư dân Nguyễn Ngọc Xuân, sinh năm 1954 và thi thể của anh Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1988 đã được một số người dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tìm thấy và báo cho người thân vào nhận xác. Anh Nguyễn Ngọc Sang, con trai của ông Xuân, cho biết là khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 1, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của bố của anh dùng trước khi rơi xuống biển mất tích vào ngày 29 tháng 12 năm 2013. Người gọi tới cho hay họ đã lấy sim điện thoại này từ thi hài của một người đàn ông trôi vào bờ biển Hà Tĩnh. Theo đó, thi thể của ông Sang được tìm thấy tại bờ biển gần cảng Vũng Áng, cách đó khoảng 10 mét. 100 mét, thưa quý vị, thi thể một nam thanh niên nghi là ngư dân Tuấn cũng được tìm thấy. Cả hai thi thể trên đã phân hủy rất mạnh, cơ thể không còn trọn vẹn. Trước đó, vào rạng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2013, tàu cá do ngư dân Lê Văn Sen điều khiển trên đường qua vùng biển tỉnh Nam Định đi Hải Phòng đánh cá, thì gặp sóng to gió lớn khiến cho thuyền bất ngờ lật úp. Toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển. Một số tàu đánh cá gần đó phát hiện chỉ cứu được có 2 ngư phụ, còn 3 ngư phụ mất tích trên biển. Thưa quý vị, hai người may mắn được cứu sống đó là ông Lê Văn Sen và ông Lê Văn Thành. 3 thuyền viên khác mất tích gồm có ông Nguyễn Ngọc Xuân, sinh năm 1954, Hoàng Văn Thành, sinh năm 1975, Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1988, cháu ruột của nạn nhân Thành. Tất cả cùng trú tại thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.
Tin về việc đã cứu sống được một bệnh nhân bị phình vỡ động mạch chủ ở bụng. Thưa quý vị, nguồn tin từ Cần Thơ. Ngày 13 tháng Giêng, bác sĩ Phạm Văn Phương là phó khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho hay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bị phình vỡ động mạch chủ tại bụng đã có tiến triển tốt. Bệnh nhân đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức. Trước đó vào tối 8 tháng Giêng, thì ông Lâm Kiểm Hóa, 64 tuổi, đã nhập viện vì đau bụng vùng thượng vị. Người nhà cho biết ông đã phát hiện một khối phình ở bụng cách đây khá lâu, nhưng không cảm thấy đau. Kết quả khám nghiệm cho thấy là có một khối phình to khoảng 10 đến 15cm ở bụng và siêu âm chẩn đoán bệnh nhân bị phình động mạch chủ ở bụng. Trong lúc bác sĩ giải thích với gia đình để tiến hành một ca mổ thì ông Hóa đột ngột bị đau bụng dữ dội. Da nhợt nhạt, toát mồ hôi, mạch và huyết áp không đo được. Ngay lập tức thì ca mổ cấp cứu được tiến hành. Chẩn đoán bệnh nhân bị shock, mất máu do vỡ động mạch chủ ở bụng, nên ông Hóa đã được bơm máu khẩn cấp để bắt đầu ca mổ. Trong khoang bụng bệnh nhân vào lúc đó có khoảng 500ml máu loãng phía sau phúc mạc. Bác sĩ tiến hành hút máu ra và kẹp động mạch chủ để cầm máu, cắt bỏ túi phình và thay bằng ống ghép nhân tạo. Bác sĩ Phương cho biết, bệnh lý phình động mạch chủ bụng thường gặp ở những người cao niên, tiền sử bị cao huyết áp càng lên cao thì nguy cơ bị vỡ càng cao. Các động mạch chủ ở người lớn tuổi thường bị sơ vữa, giãn và mất tính đàn hồi nên dễ vỡ. Vì vậy, có thể ngừa bằng cách ăn nhiều rau, chất xơ và giảm ăn béo. Hơn 30% đảng viên Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật vì sinh con vô kế hoạch. Thưa quý vị, tin từ Hà Nội, trong tổng số đảng viên bị kỷ luật năm qua, lỗi vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm trên 30%, bị khai trừ khỏi đảng chiếm hơn 10%, bị phạt tù chiếm 1.5%. Đây là điều mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2013 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào hôm thứ Hai, 13 tháng 1 năm 2014. Dân số Việt Nam đã đạt 90 triệu người ngày 1 tháng 11 năm 2013. Nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra các kế hoạch chặn đà gia tăng dân số quá nhanh, từ đặt vòng xoắn đến triệt sản với các chỉ tiêu được giao từng khu phố, từng làng xã, vân vân. Không có luật lệ nào hay quy định nào từ trung ương tới địa phương phạt tiền đối với các trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Thưa quý vị, nhưng tờ báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 7 năm 2013 cho hay là Ủy ban Nhân dân của phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hướng dẫn làm đơn nộp phạt tự nguyện 1 triệu đồng cho người dân đến xin làm khai sinh cho người con mới sinh, đó là con thứ ba. Không những vậy thì lá đơn tự nguyện nộp phạt này phải đưa cho cộng tác viên dân số tại nơi cư trú ký, sau đó mang đơn và tiền về phường nộp thì mới được làm khai sinh cho con của mình. Rút ruột ATM 3 tỷ 900 triệu đồng, nhân viên ngân hàng lãnh 19 năm tù. Thưa quý vị, tin từ Sài Gòn. Vào ngày 13 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn xét xử và tuyên phạt Lý Chí Nguyên, 33 tuổi, nguyên là nhân viên ngân hàng Techcombank, 19 năm tù về tội đã trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tại Sài Gòn, năm 2007 thì Nguyên vào làm chuyên viên ATM tại Techcombank chi nhánh trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, có nhiệm vụ quản lý 35 máy ATM của ngân hàng trên địa bàn Gò Vấp. Theo quy trình hàng ngày, Nguyên đi kiểm tra lượng tiền tại các máy ATM và báo cho phòng ngân quỹ đề xuất đưa tiền vào máy. Khi được duyệt chi thì Nguyên nhận chìa khóa của khay tiền, chìa khóa kết sắt của ATM từ thủ kho và sau đó cùng với hai nhân viên khác để đếm tiền, phân loại tiền theo mệnh giá để bỏ vào khay và theo xe ngân hàng chuyển khay tiền đến ATM. Lợi dụng quy trình trên, từ năm 2012, do cần tiền tiêu xài, Nguyên thực hiện ý định chiếm đoạt tiền bằng cách rút ruột số tiền trong khay trước khi đưa vào máy ATM. Cách thức Nguyên làm như sau. Sau khi đã cùng các nhân viên xếp tiền vào khay, khóa và dán niêm phong chờ đưa ra xe chuyển tiền ra ATM, thì Nguyên đã lén mở khóa rút bớt cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi để khay về chỗ cũ. Do chỗ ngồi của Nguyên bị khuất camera cho nên Nguyên đã nhiều lần thực hiện việc rút ruột nhiều cọc tiền mà không bị phát hiện. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngân hàng đã kiểm tra đột xuất phát hiện ra có 4 máy ATM bị thiếu hụt 900 triệu đồng cho nên báo công an điều tra và phát hiện nhiều lần sai phạm của Nguyên. Kết quả điều tra xác định là tính đến tháng 3 năm 2013 thì Nguyên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3 tỷ 900 triệu đồng của Techcombank. Và sau đây là phóng sự cộng đồng Hội Ái Hữu Không Quân Oregon đã tổ chức tiệc tất niên nhằm tạo sự đoàn kết và tương thân ái,
tương thân tương ái, Hội Ái hữu Không quân Oregon đã tổ chức tiệc tất niên đón xuân Giáp Ngọ với sự tham dự của Hội Ái hữu các binh chủng và đông đảo thân hữu đến tham dự. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự do thông tín viên Quang Trung tường trình sau đây. Mến chào quý khán thính giả. Vừa qua, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 1, tại khuôn viên nhà hàng Mekong Bistro, Hội Ái hữu Không quân Oregon, Nam Washington đã tổ chức mừng tất niên chuẩn bị đón năm mới xuân Giáp Ngọ. Chúng tôi nhận thấy nhiều hội ái hữu, các binh chủng và đông đảo thân hữu đến tham dự. Tiệc tất niên của Hội Ái hữu Không quân nhằm tạo sự họp mặt cuối năm đoàn kết và tương thân tương ái trong gia đình Hội Ái hữu Không quân. Buổi tiệc tất niên được Niên trưởng Hoàng An làm MC. Chương trình đã khai mạc là nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Kế tiếp, ông Trương Văn Soạn, Hội trưởng Hội Ái hữu Không quân, lên ngỏ lời chào mừng quan khách. Mến mời quý vị. Xin kính chào quý vị quan khách, là kính chào quý Niên trưởng Không quân và gia đình. Kính chào các binh chủng bạn và anh chị em. Tôi, Không quân Trương Văn Soạn, Hội trưởng Hội Ái hữu Không quân tại Portland, Oregon. Xin đại diện cho gia đình Không quân rất nhất, tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị trong đêm nay. Như mọi năm, cứ vào mùa xuân là gia đình Không quân chúng tôi có dịp tổ chức đêm tân niên nhằm mục đích để chúng ta đoàn kết thêm và hàn huyên tâm sự, và cũng là dịp gặp lại bạn bè cũ và kết nối bạn bè mới. Tiệc tất niên được mở đầu với hợp ca Không quân Hành khúc và ly rượu mừng do quý anh chị Hội Ái hữu Không quân trình bày và với sự góp mặt của các ca sĩ tại địa phương. Chúng tôi, nhóm thông tin viên tường trình từ thành phố Portland, Oregon, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, và sau đây là một phóng sự từ Quần Cam, miền Nam California, vào trưa thứ Sáu, ngày mùng 1, ngày 10 tới tháng Giêng năm 2014, tại Câu lạc bộ Văn hóa Báo chí, trong khuôn viên nhà hàng Zen trên đường Bonsa, tại thành phố Westminster, miền Nam California. Phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam tổ chức buổi lễ tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Bá và các liệt sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đồng thời tường trình những hoạt động của phong trào trong năm vừa qua. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi phóng sự do thông tin viên Phan Đại Nam tường trình sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Không ngoài mục đích gì hơn là đánh động và tranh thủ dư luận quốc tế cùng người Việt khắp nơi, cổ suý cho một nền dân chủ tại quê nhà, cũng như hậu thuẫn cho các phong trào yêu nước và các nhà đấu tranh quốc nội. Trong tinh thần ấy, vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, 10 tháng 1 năm 2014, tại Câu lạc bộ Văn hóa Báo chí trong khuôn viên nhà Zen trên đường Mosa, thành phố Westminster, miền Nam Cali, đã có một buổi lễ tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Bá cùng các liệt sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do của dân tộc, do phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của các vị đại diện cộng đồng, các hội đoàn, đoàn thể cùng giới truyền thông báo chí. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, ban tổ chức đã mời Linh Mục Nguyên Thanh, Thẩm phán Trần Đức Lai, Chánh Di sự Cao Đài Lê Phú Hữu, Hòa Thượng Thích Huân Chí, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và ông Phan Kỳ Nhân vào bàn chủ tọa. Và Hòa Thượng Thích Huân Chí, Chủ tịch Điều hành Trung ương phong trào, đã có lời khai mạc. Gặp lại với nhau, hàng huyên tâm sự, tái vòng năm, và cũng như để chúng tôi trình bày những số việc làm của phong trào, và nhất là cảm ơn vô cùng đến tất cả quý đồng hương
đồng bào Phật tử và nhất là các cơ quan truyền thông báo chí đã làm cho chúng tôi được bao nhiêu thành công. Và sau đó ông Lê Quang Giật thấy mặt giáo sư Nguyễn Thanh Liêm về sức khỏe, đọc bài nhận định về anh hùng Trần Văn Bá và các liệt sĩ. Những lý do phong trào yêu trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam phát động cao trào tôn vinh và tri ân Trần Văn Bá cũng như anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do của dân tộc. Thứ nhất, làm sống lại tinh thần yêu nước của anh hùng Trần Văn Bá chính là tôn vinh và tri ân những anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do của dân tộc sau ngày Quốc khánh 30 tháng 4 75. Trần Văn Bá, giáo sư Đại học Paris, người Việt hải ngoại đầu tiên trở về quốc nội dẹp bỏ bảo quyền cộng sản Hà Nội, nhưng không may anh bị bảo quyền bắt và hành quyết ngày 8 tháng 1 năm 85. Và Hòa Thượng Thích Quang Trí dâng lời cầu nguyện trong nghi lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các liệt sĩ. Và mong rằng hồn thiêng trong núi phù hộ cho con dân Việt Nam sớm có độc lập, tự do, hạnh phúc và nhân quyền. Và mong rằng những vị nghĩa sĩ luôn luôn ủng hộ cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, tất cả các phong trào, các tổ chức cộng đồng được tiếp tục gắn thân và sự đoàn kết, để mong rằng một ngày đẹp trời sớm chừng nào tốt chừng ấy, chế độ cộng sản không còn nữa và đồng bào khắp mọi nơi trở về Việt Nam hưởng trong thái bình và an lành. Kính thưa quý khán giả, buổi lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các liệt sĩ cùng tường trình những hoạt động của phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. Chương trình sau đó còn được tiếp tục bằng những phát biểu và tường trình của ban tổ chức và quan khách, cũng như phần đặt câu hỏi của giới truyền thông báo chí về những hoạt động sắp tới của phong trào. Và buổi lễ đã kết thúc vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày, và mọi người đã ở lại dùng bữa cơm chay hàn huyên cuối năm do ban tổ chức khoản đãi. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Suốt hơn 35 năm nay, Việt Dũng là một cái tên quen thuộc với hầu hết mọi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại. Kể cả rất nhiều người dân trong nước cũng biết đến tên anh. Theo bài viết của Duy Kim, xin được cố gắng nói về người nghệ sĩ đa tài này và những đóng góp to lớn của anh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là trong địa hạt ca nhạc và truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên là đề tài cho các tờ báo trong nước tấn công từ hơn 20 năm nay với những lời vu cáo, mạ lị nhằm dìm anh xuống đáy vực sâu. Nhưng người nghệ sĩ và chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền này vẫn mạnh dạn vượt qua tất cả những khổ nạn chập trùng, oan khiên chất nước, và càng ngày anh càng được nhiều người yêu mến. Cũng chính biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cùng với sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, đã đưa Việt Dũng rời xa quê hương mà cho đến nay chưa một lần nào anh đặt chân trở lại. Cùng với 36 người chen chúc nhau trên một chiếc tàu nhỏ bé mong manh, rời Sài Gòn vào phút chót, Việt Dũng và bà ngoại của anh đã vĩnh viễn rời xa gia đình và đất nước Việt Nam. Sau 22 ngày trên biển, khi không còn thức ăn, nước uống, cũng như phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đau thương trên biển cả, tàu của họ mới cập được đến Singapore. Nhưng liền sau đó, tất cả lại bị chuyển qua một chiếc tàu khác và thẳng đường tới trại tị nạn Subic ở Philippines. Chính những kinh nghiệm sống trên đường vực biển tìm tự do này đã khiến cho anh sáng tác rất thành công những ca khúc đề đời sau này, mà tiêu biểu nhất vẫn là Lời Kinh Đêm, với những câu ca: người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mùa xanh,
biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Lời kính đêm ơi, lời kính đêm, lời kính buồn như tiếng mẹ thở dài. Ai có nghe thâu lời kính khổ sao? Cuối mặt ngục đầu ngủ quên. Thuyền mong mây ngôi đời lênh đênh, thuyền bấm bênh cuộc sống mơ hồ. Lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng đã mồ. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về kẻ bến tự do. Trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời chớ vơ, ván dỗ mộc, lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây đưa, người có mộng một nấm mộ xanh. Biển gầy ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm. Chưa đầy 17 tuổi mà đã rời xa mái ấm gia đình, bỏ lại sau lưng tất cả những người thân yêu, bè bạn, mái trường yêu dấu với những sinh hoạt vui tươi của tuổi học trò. Chắc chắn là có những khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Hùng Dũng chợt nhớ lại quãng đời niên thiếu ngập tràn kỷ niệm của mình, đã bỏ lại sau lưng tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Từ nhỏ anh đã là một học sinh xuất sắc của trường La Santa Be ở Sài Gòn, cũng như anh trai và đứa em trai kế của anh. Người chị lớn của anh thì đang du học bên Nhật Bản về ngành giáo dục. Bà của anh là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu dân biểu của nền đệ nhị Cộng hòa Việt Nam và cũng là thiếu tá y sĩ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Sư đoàn 5 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ của anh là giáo sư trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Việt Dũng đã yêu thích âm nhạc từ khi còn rất trẻ và được các sư huynh ở trường La Santa Be chỉ dạy rất tận tình. Trong lúc gia đình mong cho anh trở thành bác sĩ để nối nghiệp cha, thì Việt Dũng lại đam mê ca hát, văn nghệ, văn gừng. Anh thường cùng các bạn học trình diễn ca nhạc ở những buổi văn nghệ liên trường. Việt Dũng đã từng chiếm giải nhất ở cuộc thi văn nghệ của trường Tam Bè và đại diện trường đi tham dự các buổi hát ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tham dự vào những đại hội nhạc trẻ khắp nơi bên cạnh Trường Kỳ, Nam Lộc, Trưa Mặc Sen, Tùng Giang, Đức Huy, Elvis Phương. Đó là khoảng thời gian từ năm 1971 cho tới tháng 4 năm 1975. Anh vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không mưa còn cầm thu trên con đường mòn sau cơn mưa chiều. Anh ôm đàn diều em đi dưới trăng, ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trong xa trời thật gần. Anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài mừng quê hương thanh bình. Rồi bình minh tới, anh đưa em về làng, đầy bà con đón kia anh em chào mừng. Thôn quê tưng bừng, bốn chim reo hò, hát hát mừng người vừa về sau chiến tranh. Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng, họ hàng trong xóm tay nhau nhen lửa hồng. Dương giăng mịt mùng,
đêm sâu chập trùng xóa gục cù xiềng công bao năm. Trong thời gian ở trại For Shafi, Việt Dũng hoạt động không ngừng nghỉ, từ việc đón tiếp đồng bào tị nạn mới tới, sinh hoạt trong hội Hồng Thập Tự, hội USCC, cộng tác với tờ báo của trại, chương trình phát thanh của trại. Năm 1978, Việt Dũng chính thức bước vào lĩnh vực âm nhạc khi cùng một người bạn học trong trường tên là Vernon Lawson lập bàn song ca để hát theo lối du ca của Mỹ có tên là Firebird, tức chim lửa. Đôi song ca này chuyên hát nhạc đồng quê của Hoa Kỳ. Việt Dũng sử dụng tay ban cầm và cùng người bạn Mỹ đi trình diễn khắp nơi ở vùng Trung Mỹ, kể cả các club nhạc quần dân địa phương. Nhiều người Mỹ đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên Á Châu hát nhạc đồng quê rất thành thạo, trôi chảy, nên đã dành cho anh thật nhiều thiện cảm. Cũng năm 1978, Việt Dũng đoạt giải nhất về sáng tác nhạc Country Music tại cuộc thi của Iowa Grand Ole Opry. Thật ngạc nhiên khi anh là người Việt Nam đầu tiên mà cũng là người Á Châu đầu tiên chiếm giải nhất về bộ môn sáng tác Country Music với bài hát hoàn toàn bằng Anh ngữ. Ngay sau đó, một hãng đĩa về nhạc Country Music đã mời anh cộng tác để thực hiện một album nhạc đồng quê, nhưng anh đã từ chối vì muốn tiếp tục học ở đại học theo ý muốn của song thân. Cũng trong năm này, Việt Dũng bắt đầu sáng tác nhạc Việt với bài hát đầu tiên là Sau 3 năm tị nạn tại Hoa Kỳ, viết về thân phận người dân xa xứ với những đau đớn chia lìa. Bài hát thứ hai là Một chút quà cho quê hương, đã trở thành một ca khúc lẫy lừng nhất của Việt Dũng, được mọi người yêu thích cho đến ngày nay. Em gửi về cho anh dăm ba thuốc lá, anh gửi về cuộc đời cháy mòn trên năm ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương sao quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sắp vải, chị may áo cưới hay rồi chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thênh thang, em ăn cho ngon vì đời còn nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay, gửi về Việt Nam nước mắt đông quê hương tôi sẽ thành mình. Nhớ lại những ngày đầu tiên làm quen với sinh hoạt văn nghệ của người Việt tha hương nhân dịp Tết Nguyên Đán 1979, tại hội chợ Tết nơi đây, anh đã lên sân khấu ôm đàn guitar trình bày hai ca khúc mà anh vừa sáng tác. Hát xong nhìn xuống khán giả thì mọi người đã đầm đìa nước mắt và tú ra ôm lấy anh khi anh rời sân khấu. Việt Dũng đã chinh phục bà con đồng hương nơi đây kể từ lúc này. Năm sau, 1980, Khánh Ly đã chọn ba bài hát của anh là Lời Kinh Đêm, Mời Em Về, Một Chút Quà Cho Quê Hương, đem về California thâu vào băng nhạc Một Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa. Ba bài hát này đã là những bài hát nằm lòng của hàng triệu người Việt nhiều năm sau đó, kể cả trong nước. Năm 1980 là năm mà số người Việt bỏ nước ra đi cao nhất. Việt Dũng đã cho ra mắt cuốn băng nhạc đầu tay Kinh Tị Nạn do Trung tâm Nhã Nhạc tại Houston, Texas thực hiện. Ngày tuần lễ đầu, băng nhạc này được đón nhận nhiệt liệt từ California, Canada. Số bán sau đó đã lên đến cả 100,000 ấn bản. Lúc đó, Việt Dũng đã quyết định chính thức di chuyển qua California sinh sống và sinh hoạt văn nghệ để có thể phát triển tài năng của anh nhiều hơn.
Đầu tiên, anh được nhạc sĩ Ngọc Chánh mời hát cho đại nhạc hội ở Orange County và tiếp tục lưu diễn khắp nơi. Anh cũng đã hoàn thành cuốn băng nhạc thứ nhì có tên là Lưu Vong Khúc. Thời gian này tại Mỹ, Việt Dũng đã lưu diễn hầu hết 50 tiểu bang, kể cả những tiểu bang có rất ít người Việt sinh sống. Ngày 1 tháng 4 năm 1985, Việt Dũng đã cùng Nguyệt Ánh kết hợp với những ca nhạc sĩ khác để thành lập phong trào hưng ca Việt Nam, dùng âm nhạc làm vũ khí đấu tranh. Phong trào hưng ca Việt Nam hoạt động đều đặn và Việt Dũng bền bỉ tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam. Từ những buổi văn nghệ gây quỹ cho các con tàu với người vượt biển như Cape Danamour, chương trình SOS Boat People chống cưỡng bách hồi hương người tị nạn, tranh đấu với quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ, tại Liên Hiệp Quốc. Có thể nói, bất cứ nơi nào có người tị nạn Việt Nam là có bước chân Việt Dũng mang tiếng đàn, tiếng hát của anh để minh vực cho họ, sưởi ấm tấm lòng của họ, mang niềm tin yêu và hy vọng cho họ vượt qua những khổ cực, đau buồn và mất mát trên được vượt biên. Anh đã có mặt hầu hết tại các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á để thăm viếng, ủy lạo đồng bào, giúp đỡ trẻ em không thân nhân và hàng ngàn công tác xã hội khác mà không hề biết mệt. Cũng vào năm 1985, Việt Dũng cho ra đời một băng nhạc hoàn toàn bằng Anh ngữ, Children of the Ocean. Đây cũng là album nhạc đầu tiên của người Việt hải ngoại bằng tiếng Anh. Các báo Orange County Register, Los Angeles Times, Washington Post đều có những bài viết khen ngợi cuốn băng này. Riêng tờ Austin American Statement đã gọi Việt Dũng là người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và là một tấm gương sáng giá, chứng tỏ là người tị nạn có thể hội nhập vào đời sống mới trong khi vẫn giữ được nguồn gốc quê hương của mình. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế. Cho đồng bào tôi thở nôn những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thịt trước lầm than, đêm khuya đi dày và mây thêm hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân cháu keo cày bên lũ Hương Nhan. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Về truyền thông, Việt Dũng đã mở ra một cánh cửa khác để cho thấy một tài năng thiên phú và đa dạng ở anh. Sau một thời gian dài làm báo, tháng 7 năm 1993, Việt Dũng được mời làm sứ môn viên chính cho chương trình phát thanh tiếng Việt đầu tiên ở Nam California. Cũng cần nhắc lại là trước đó các đài phát thanh đều làm chương trình theo kiểu ngày xưa, nghĩa là thâu thanh trước và tới giờ là cho phát thanh lên. Nhưng lần đầu tiên, Việt Dũng đã tạo ra một phong cách mới. Anh đưa ra những chương trình trực tiếp, chuyện trò cùng thính giả trong buổi phát thanh, nên không khí vui nhộn, hào hứng và náo nhiệt. Sau này các đài phát thanh ở Mỹ và ngay cả ở bên Việt Nam cũng bắt chước theo lối này. Mẹ đặt tên em Nguyễn Thị Sài Gòn, em sinh ra đời một ngày cuối tháng tư. Con thuyền mong manh vẫy tay từ biển, gạt lệ ra đi xin làm thân lữ thư. Mẹ đặt tên em Lý Thị Tị Nạn, cha đang giam cầm vùng Việt Bắc xót xa. Gió buồn đưa lối du lời nguyện cầu, con sóng bạc đầu đưa con vào đời lưu vong. Mẹ đặt tên em Vũ Thị nhọc nhằn, nuôi con nuôi bằng giọt lệ rơi đắng môi. Thương đời gian nan thân phận tôi nhục, hồ
hồn lạnh căm căm mong tìm một lẽ sống. Mẹ đặt tên con Lê Thị Hy Vọng, con yêu của mẹ là niềm tin thiết tha. Cho dù đau thương, cho dù đoạn trường, sẽ có một ngày con đưa mẹ về quê. Tuy công việc hàng ngày của anh thật bận rộn như vậy, nhưng ngoài thời gian làm việc ở đài phát thanh, Việt Dũng còn chứng tỏ anh có khả năng làm báo rất thành công. Kể từ năm 1980, anh đã cộng tác với tờ Người Việt, trang song ngữ Tuổi Trẻ. Sau đó anh về làm tổng thư ký cho tờ Nhân Chứng năm 1982, tờ Tay Phải của Du Tử Lê năm 1983. Về Houston làm tổng thư ký cho tờ Việt Nam Thương Mại năm 1988. Hầu như lúc nào Việt Dũng cũng có những dự tính và dự án trước mặt, nhưng không làm sao có đầy đủ thì giờ để lo cho Xuệ. Chỉ nói xin về mặt sáng tác âm nhạc thì Việt Dũng đã sáng tác hơn 450 bài hát về đủ mọi thể loại. Những nhạc phẩm về tị nạn đã được phổ biến rộng rãi trong hai tập nhạc Kinh Tị Nạn 1980 và Lưu Vong Khúc 1982. Những bài hát này được viết ra như một thôi thúc về những điều phải nói ra trong những năm lạc lõng của đời lưu vong nơi xứ người. Sau đó là các ca khúc đấu tranh, quang phục quê hương. Nhưng nhiều nhất vẫn là tình ca, sáng tác rất nhiều nhưng chưa phổ biến hết. Những bản tình ca nổi tiếng của Việt Dũng có thể kể ra như bài Tango Cuối Cùng, Thung Lũng Chim Bay, Góc Du Đời Trinh Nữ, Bên Đời Hưu Quạnh, Với Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm và Em Hãy Nói Yêu Anh, Tình Như Cây Cà Rem. Tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa, cổ ngữ chiều đậu lá trong mưa buồn lửa thưa. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, Duy Tân chiều say nắng uống môi nồng hương xưa. Tôi muốn mời em về những quê hương tôi quá xa, bên kia bờ Thái Bình bao la. Tôi muốn mời em về những chim đã gãy cánh, nhưng mây đã ngừng bay, cho tôi còn lại nơi này. Theo bài tạp ghi của nhà văn Huy Phương, tựa đề Cái Chết Của Việt Dũng, ông viết rằng nước Mỹ đã có thể cho anh những phương tiện ưu đãi dành cho người khuyết tật, nhưng anh đã không thể nào sống trong sự an bài của số phận và đã quyết chọn cho mình một cuộc sống khác hơn, vững vàng, trong sáng, có lý tưởng và mạnh mẽ hơn tất cả những người mạnh mẽ. Nói đến tên Việt Dũng, có lẽ chúng ta không cần phải ghép thêm một danh xưng đằng trước: nhạc sĩ, ca sĩ, MC, sứ ngôn viên, ký giả, soạn giả, chủ bút một tòa soạn báo chí hay điều hợp một chương trình phát thanh. Việt Dũng ra đi như vậy đã để lại rất nhiều thương tiếc cho tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới, bất kỳ đó là Mỹ, Canada, Pháp, Việt Nam và cả bên trời Đông Âu, ở cả những nước vừa ra khỏi chế độ cộng sản. Đó là tất cả những người Việt có tình yêu với đất nước, quê hương trên khắp vùng đất thế giới. Phải nhìn những cụ già ngồi xe lăn, những gia đình dẫn cả con cháu đến dự đêm tưởng niệm Việt Dũng, một đêm cuối năm giá lạnh, trước đài truyền hình SBTN thuộc thành phố Garden Grove,
phải nghe những nhân vật chính quyền, tôn giáo, thành viên các đoàn thể trong cộng đồng cả Việt lẫn Mỹ, già hay trẻ, bày tỏ nỗi thương tiếc của họ đối với Việt Dũng, mới thấy sự ra đi của anh là sự mất mát to lớn dường nào đối với tất cả mọi người. Phải một kích đoàn người đông đúc viếng tang anh tại nhà quàng, thánh lễ di quan nơi nhà thờ, tại buổi tiễn đưa lần cuối anh về với cát bụi, mới thấy Việt Dũng thân thuộc gần gũi chừng nào trong lòng tất cả mọi người, không biết họ là ai, tôn giáo nào, ở mọi lứa tuổi, ở bất cứ nơi nào đến đây. Nhưng hơn hết, họ đều là những người yêu nước và đang nghĩ về quê hương, đất nước bên kia, cách chúng ta, những người đang sống lưu vong nửa vòng trái đất. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy gia đình, bạn bè và những người gần gũi, cộng sự của anh như không ngăn được dòng nước mắt khi nói về anh. Nhưng vì sao cả những người ở xa, từ San Jose xuống, từ Riverside về, từ quận Los Angeles, San Diego đến, không hề quen biết gần gũi anh, chỉ thấy nghe anh qua băng nhạc, làn sóng phát thanh hay băng tần truyền hình, vì ngưỡng mộ, tiếc thương anh cũng sụt sùi nhỏ lệ. Chúng ta có thể nói đây là cái chết gây xúc động nhất trong cộng đồng hải ngoại từ gần 40 năm nay. Và Việt Dũng quả là một tên tuổi quá lớn. Ngạn ngữ Pháp có câu: khi mới sinh ra đời, bạn khóc và mọi người chung quanh bạn đều mỉm cười. Hãy sống sao để khi nhắm mắt bạn mỉm cười trong lúc mọi người quanh bạn khóc. Việt Dũng đã sống được một đời sống như vậy. Vĩnh biệt Việt Dũng, mấy ai đã được sống và chết như anh. Thông báo của cộng đồng người Việt tự do New South Wales về hỗ trợ Tết Giáp Ngọ năm 2014. Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Úc Châu New South Wales xin trân trọng thông báo đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông và toàn thể quý đồng hương, hỗ trợ Tết Giáp Ngọ năm 2014 sẽ được tổ chức như sau. Thời gian trong 3 ngày, thứ 6 ngày 7, thứ 7 ngày 8 và chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014 tại Fairfield Showground, Smithfield Road, Prairiewood, gần góc đường Kelly Vale Road và Smithfield Road. Trân trọng kính mời tất cả quý vị tích cực hưởng ứng tiếp tay tham dự hội chợ Tết Giáp Ngọ với các sinh hoạt sau đây. Triển lãm sinh hoạt cộng đồng, để giới thiệu các sinh hoạt của cộng đồng và của các đoàn thể đến với người Úc, các cộng đồng sắc tộc bạn và đồng hương. Các hội đoàn gửi hình về ban tổ chức tối đa 10 tấm khổ A4 trước ngày 25 tháng 1 năm 2014. Văn nghệ hội chợ Tết. Ban tổ chức xin kính mời quý hội đoàn ghi danh đóng góp vào phần văn nghệ hội chợ Tết. Liên lạc với anh Nguyễn Duy Linh, Phó Chủ tịch Văn hóa Giáo dục. Hạn chót ghi danh là ngày 25 tháng 1 năm 2014. Lễ vinh danh và trao phần thưởng cho các học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC năm 2013. Cộng đồng người Việt tự do New South Wales sẽ tổ chức lễ vinh danh và trao phần thưởng cho các học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2013 vừa qua, ngay trong phần lễ khai mạc hội chợ Tết Giáp Ngọ năm 2014 vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2014. Về việc thuê mướn lều trong hội chợ Tết, thời gian ghi danh thuê mướn lều kể từ ngày ra thông báo này đến 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014. Ngày bốc thăm chọn lều 6 giờ chiều thứ Năm ngày 6 tháng 2 năm 2014 tại Fairfield Showground. Muốn biết thêm chi tiết về hội chợ Tết Giáp Ngọ năm 2014, xin liên lạc với ban tổ chức qua email
office@vietnamese.org.au hoặc tại văn phòng Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, số 4/50 Port Road, Cabramatta, điện thoại 9727-5599. Xin nhắc lại, 9727-5599. Thư từ xin gửi về Vietnamese Community in Australia, New South Wales, New Year Festival, PO Box 106, Cabramatta, New South Wales 2166. Chân thành cảm ơn mọi đóng góp và hỗ trợ của tất cả quý vị. Thay mặt Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, Chủ tịch Tiến sĩ Hà Cao Thắng. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần phân tích thời sự. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong tiết mục phân tích thời sự ngày hôm nay, Phan Đông Bích xin trình bày cùng quý vị đề tài Trung Cộng bắt buộc tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi hoạt động ở Biển Đông. Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Cộng vừa thông qua các điều luật của tháng 11/2013 và bắt đầu hiệu lực kể từ ngày 1/2014. Trung Cộng bắt buộc các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi vào khu vực Biển Đông nằm trong quyền tài phán mà họ cho là họ có quyền tài phán trên vùng Biển Đông này. Qua một hành động bị xem như là leo thang trong chiến lược độc chiếm Biển Đông, Trung Cộng vừa loan báo hai quyết định song hành: tăng cường quyền hạn cảnh sát của họ tại vùng Biển Đông và bắt buộc tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi vào hoạt động trong vùng Biển Đông mà Trung Cộng nhận cho là của mình. Quyết định do tỉnh Hải Nam, Trung Cộng ban hành có hiệu lực từ ngày 1/2014 gây quan ngại vì bị đánh giá là một hành vi khiêu khích mới nhắm vào các nước láng giềng đang bị Trung Cộng tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Chúng ta nhận thấy rõ là Trung Cộng có thái độ ngày càng lấn lướt. Luật của họ cho phép tịch thu không chỉ số lượng hải sản mà ngư dân nước ngoài đánh bắt được, cũng như dụng cụ thiết bị trên tàu bị chặn bắt, mà còn nâng mức tiền phạt người vi phạm lên thành 500.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 83.000 Mỹ Kim. Tỉnh đảo Hải Nam là địa phương được Trung Cộng trao quyền quản lý hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Trung Cộng cho là thuộc chủ quyền của họ, nằm bên trong tấm bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn được họ đơn phương công bố vào năm 2009. Tính ra vùng biển mà Trung Cộng muốn độc chiếm trải rộng trên 2 triệu cây số vuông của vùng Biển Đông, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và một số các nơi khác đang tranh chấp với Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và Đài Loan. Đơn vị hành chính trực tiếp điều hành Biển Đông là thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh đặt trụ sở ngay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là quần đảo đã bị Trung Quốc chiếm đoạt từ tay Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19/1974. Như để phô trương uy lực dằn mặt các nước láng giềng, ngày 1/2014 và đúng ngày các quy định kể trên có hiệu lực, chính quyền Tam Sa đã tổ chức một cuộc tập trận chung, huy động 14 chiếc tàu và 190 nhân viên thuộc các đơn vị biên phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau. Kính thưa quý vị, bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói trong một buổi họp báo rằng việc thông qua các lệnh cấm hoạt động đánh bắt cá của các nước khác trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông là một hành động khiêu khích và có thể gây nguy hiểm. Lệnh cấm có vẻ như được áp dụng đối với khu vực mà Trung Cộng gọi là đường 9 đoạn, và Trung Cộng đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào hay dựa trên luật pháp quốc tế nào đối với những khiếu nại về vấn đề hàng hải. Sau khi Đài Loan, Hoa Kỳ, Phi Luật Tân ngày 12/2014, đến lượt Nhật Bản tố cáo Trung Cộng về quyết định bắt tàu đánh cá ngoại quốc phải xin phép Bắc Kinh nếu muốn vào hoạt động tại Biển Đông. Theo Nhật Bản, các hạn chế mới mà Bắc Kinh áp đặt trên Biển Đông kèm theo quyết định đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào cuối năm 2013 đã làm cho cả cộng đồng quốc tế quan ngại. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Onodera của Nhật tuyên bố Trung Cộng đơn phương bày ra một điều như vậy, cứ như thể là vùng biển đó là lãnh hải của riêng mình và áp đặt một số hạn chế trên tàu thuyền đánh cá. Đó không phải là điều được quốc tế chấp nhận. Tôi sợ rằng không chỉ Nhật Bản mà toàn thể cộng đồng quốc tế đều quan ngại rằng Trung Cộng đang đơn phương đe dọa trật tự quốc tế hiện tại. Hành động này của Trung Cộng là một sự leo thang lớn trong nỗ lực khẳng định chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông, gây ra căng thẳng và tạo cho nhiều khó khăn cho cuộc đàm phán ASEAN-Trung Cộng về một bộ quy tắc ứng xử, tức là Code of Conduct,
viết tắt là COC ở Biển Đông. Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết hội này sẽ thay mặt các ngư dân trong nước sẽ gửi kháng nghị phản đối về việc Trung Cộng quyết định cấm bắt đánh cá ở Biển Đông. Trong nhiều năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đưa ra những biện pháp nào để bảo vệ các ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ở Biển Đông, và nhiều ngư dân Việt Nam đã bị tàu hải quân và lính Trung Cộng bắn giết, hay bị tàu Trung Cộng đụng cho chìm thuyền đánh cá, hay bị lính Trung Cộng bắt giữ, tịch thu tài sản, dụng cụ đánh cá. Và theo luật mới của Trung Cộng, ngư dân Việt Nam sẽ có thể phải đóng tiền phạt lên đến 83.000 Mỹ Kim. Vì sự nhu nhược và hèn kém của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tương lai dân tộc sẽ đi về đâu nếu như ngư dân Việt Nam không được tự do đánh bắt hải sản ở Biển Đông? Tương tự như ngày 23 tháng 11 2013, Trung Cộng đơn phương tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Hoa Đông. Chúng ta không thể loại trừ trường hợp Trung Cộng ngang nhiên thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông để thách thức các quốc gia ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và ép buộc các nước khác như Việt Nam, Phi Luật Tân phải chịu đặt dưới quyền kiểm soát của họ. Kính thưa quý khán thính giả của SVTN Úc Châu, tiết mục phân tích thời sự đến đây xin tạm dừng. Phan Đông Bích xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tiết mục kỳ tới. Tôi xin được phụ Tường Thắng và anh Nguyễn Tân Hà xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN. Xin chào luật sư Đỗ Phú và xin anh Hà. Vâng, xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Tường Thắng và chào anh Thanh Hà. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Dạ vâng. Thưa anh Vũ và anh Hà, thì cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa hiện tại đang rất là một trong những cái tin rất là nóng, ngay cả bên trong nước, phía bên Cộng sản Việt Nam báo Lệ Phải trong những ngày vừa qua cũng đã có những cái bài viết liên quan đến cái cuộc chiến ở Hoàng Sa, đặc biệt là họ có nêu lên danh tính và cũng như là của những cái sĩ quan Việt Nam Cộng hòa và những người lính Cộng hòa đã bỏ mình trong cái cuộc chiến bảo vệ cái quần đảo Hoàng Sa. Thế thì hiện tại đó, trên tờ Tuần Việt Nam Net cũng như tờ Việt Nam Net mới đây họ cũng có đưa ra hai vị bức hình. Đây là bức hình đầu tiên, là một trong những người đó là ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ông bảo rằng cần phải vinh danh những người quân nhân Việt Nam Cộng hòa chống ngoại xâm. Người thứ hai đó là ông tiến sĩ Nguyễn Nhã. Ông này là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, cũng đã lên tiếng là cần vinh danh những người hy sinh khi bảo vệ vấn đề Hoàng Sa trên tờ Thanh Niên. Thì cái câu hỏi đặt ra là như thế này, thưa anh Phụ và cũng như thưa anh Hà, thì anh cũng xin đặt một câu hỏi thôi. Là câu hỏi đặt ra là tại sao phía bên Việt Nam, Cộng sản Việt Nam họ không vinh danh những người lính của họ đã bỏ mình trong cái trận chiến năm 1979 để cũng bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam, chống lại cái sự xâm lăng của Trung Cộng, và cuộc chiến kéo dài từ 10 năm 1979 đến năm 1989, mà đến năm 84 thì Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bị mất cái núi Lão Sơn là một cái cứ điểm 1504 ở vùng Hạ Giang, Vịnh Xuân Thủy. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao phía bên Cộng sản Việt Nam không ngày hôm nay lại vinh danh những người lính của họ hoặc là tưởng niệm những người lính của họ trong những cuộc chiến một trong những cái chuyện mà tôi nghĩ là phía bên Cộng sản Việt Nam họ làm chuyện này đang từng nắm anh Thanh Hà, là tại vì như thế này, nếu mà đó họ vinh danh những người lính của họ đó, tức là những người bộ đội của Bắc Việt trong cái thời gian mà Trung Cộng xâm lấn đó, thì như vậy họ đã khẳng định được cái thế đứng của họ đối với Cộng sản. Vâng. Nhưng nếu họ dùng chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đó, vâng, thì ít nhất đó, nếu mà bị Trung Cộng dí đó, thì anh trả lời đâu, mấy ông kia không đánh đâu, phải tôi đánh đâu, mặc dù anh cũng vinh danh thiệt. Nhưng mà trong vấn đề mà tuyên truyền đó, thì mình có thể mình quay trở lại mình đi hai hàng được, là nếu mà lỡ bị Trung Cộng dí đó, họ quay lại bảo không, cái này hoàn toàn không phải chúng tôi lo, chúng tôi đánh, chúng tôi chỉ vinh danh những người của chế độ cũ đánh thôi, mà cái đó là một cái nước độc lập mà đã bị chúng tôi xóa sổ rồi. Cho nên đó là một hành vi của một cái nước khác chứ không phải của chúng tôi. Cho nên thưa quý đàn anh, chuyện là chuyện của những người cũ làm phải của tôi. Đó là một cách mà họ có thể đi hai hàng được khi bị Trung Cộng dí. Vâng, tôi cũng xin bổ túc thêm là tôi nghĩ là cái yếu tố mà anh Tường Thắng nêu ra là bởi vì chúng ta thấy rằng những người bộ đội Bắc Việt cũng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ. Trong lúc đó, cái trận chiến ở tại Hoàng Sa năm 1974, thì có thể là Cộng sản Việt Nam cũng bị một cái mắc mưu, là bởi vì chính cái thông điệp của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, vì cái sơ hở đó, cho nên họ không biết phải gỡ như thế nào về cái phương diện pháp lý.
họ lúng túng đối với đàn anh là Trung Cộng, cho nên họ tìm cách cái yếu tố là trong lúc đó năm 1974 là một phía sau của cái vị tuyến 17 là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, và lúc đó là một quốc gia. Vì vậy cho nên khi Việt Nam Cộng Hòa, lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ cái phần lãnh thổ của mình. Vì vậy cho nên bây giờ có thể Cộng sản muốn dùng yếu tố đó để mang cái yếu tố chính đáng tính của họ để chống lại với Trung Cộng và lấy lại cái phần đất mà họ đã bị mất. Vì lúc xưa họ đã không nhìn thấy được cái điểm, họ cảnh tỉnh được rằng Trung Quốc đã xâm chiếm cái vùng đảo Hoàng Sa của mình. Cái chuyện mà anh Thanh Hà vừa mới nói đó, thưa anh Hà, thì tôi nghĩ như thế này là như vậy đó, là mình, nếu mình mà được cái chuyện mà anh Thanh Hà đưa ra đó, thì tôi nghĩ là chúng ta mừng, là tại vì thứ nhất là họ cảnh tỉnh, và thứ nhì là thấy chuyện họ làm sai. Cái tôi chỉ sợ đó là Cộng sản họ không phải là họ biết họ làm sai, mà họ lợi dụng chuyện này để làm chuyện khác. Cái vấn đề là họ có lợi dụng hay không, và cái chuyện đó là chuyện chúng ta không biết phía sau như thế nào. Hoặc là như hồi nãy mà chúng tôi chia sẻ quan điểm đó, tôi chia sẻ quan điểm đó là có thể họ đi con dao hai lưỡi. Để lỡ bị chửi á, đàn anh chửi đó thì có đường chạy. Thì tôi không biết là anh Từng Thắng nghĩ là đây là một cái chuyện anh cảnh tỉnh và anh cảm thấy chuyện đó là chuyện làm sai để anh đưa cái tính cách của dân tộc tính lên, hay là đây là chuyện con dao hai lưỡi. Đó, hoàn toàn đồng ý với anh, cái lập luận của anh rất là xác đáng, là bởi vì trong trường hợp này họ đã không vinh danh những người lính Bắc Việt của họ đã ngã xuống năm 1979, mà như anh trình bày là lập lờ đánh đận con đen, tức là cứ vinh danh đối với những người trong nước thì tôi là cái người bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, bởi tôi vinh danh những người lính Việt Nam của ngoài mà, nhưng mà đối với quan thầy Trung Cộng thì không, đó, như anh trình bày là cái chuyện cũ. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cho tới ngày hôm nay và tới thời điểm này đó, thì nó vẫn cho rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam, cái thâm ý của Cộng sản Việt Nam là như bây giờ trở lại một chút xíu là tờ đài RFA, đài Á Châu Tự Do, họ cho rằng là trong cái vấn đề này đó là Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra cái vấn đề hòa hợp giữa họ và dân tộc mới vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong trường hợp này ở Hoàng Sa. Nhưng mà thì nó vẫn cho rằng là ông Võ Văn Kiệt trước đây trong cái bài phỏng vấn đối với phía tờ Quân đội Nhân dân, ông nói thẳng là hòa hợp hòa giải dân tộc không có nghĩa rằng là chúng ta hy sinh quyền lãnh đạo của đảng. Có hòa hợp hòa giải dân tộc thì tất cả những người khác, những người lính Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người khác đều đứng xếp hàng đằng sau và chịu sự lãnh đạo của đảng. Cho nên trong trường hợp này, để trả lời cho đài AFA, trả cho tự do, hoàn toàn không có chuyện đó. Cái mục tiêu chính của Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường hợp này là chỉ lập lờ treo đầu dê bán thịt chó bằng cách sử dụng người lính Việt Nam Cộng Hòa và sự hy sinh đó để mà lấp liếm và chối bay cái tội đã bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Cộng sản Việt Nam, cho Trung Cộng. Mục tiêu của chính là vậy, mà cho nên chúng ta mới thấy là cách đây khoảng 2 năm, lúc bấy giờ Tô Huy Rứa là chủ tịch ủy ban tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam đã họp tại Hải Phòng và đưa ra một cái chính sách là đã đến lúc phải chống lại tất cả những cái lập luận của thế lực thù địch rằng là chúng ta là người bán nước. Chính vì vậy chúng ta mới thấy là hàng loạt tất cả những vụ kỷ niệm Hoàng Sa, Trường Sa được tổ chức nào ở Đà Nẵng, ở khắp nơi ở khắp Việt Nam, mục tiêu chính là gì? Là để chống lại cái lập luận của cộng đồng người Việt hải ngoại về cái việc mà chúng ta quy cho họ cái tội bán nước. Đó là cái mục tiêu chính của Cộng sản Việt Nam, và chính vì vậy mới đưa đến cái chuyện vinh danh cũng như người Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà như Hà nói đó, nếu mà thật sự á, mà trong nước có những cái người mà họ thật sự là cảnh tỉnh đó, thì đó là chuyện rất mừng. Và chuyện đó họ đồng ý về những cái quan điểm mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó là những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, và họ đưa cái mặt trận về vấn đề chống Trung Cộng lên, bài Trung Cộng lên cho toàn dân Việt Nam thấy. Đó là mình nhìn vào phương diện mà nó gọi là lạc quan đó. Anh Hà có nghĩ là mình lạc quan đến như vậy không? Vâng, tôi nghĩ thế này anh Phủ. Thực ra thì cái đó, cái possibility đó tôi nghĩ rất là khó xảy ra. Bởi vì chúng ta thấy ngay từ những năm 1979, tức là khi đó là sau cái biến cố năm 1975, thì chúng ta thấy rằng một ký giả của tờ Fair là Nayan Chander đã viết lại rằng Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái biến cố Hoàng Sa, lúc nào Đảng Cộng sản cũng đặt cái quyền lợi của đảng cao hơn được quyền lợi của đất nước. Bằng chứng là năm 1974, lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng Trung Cộng xâm chiếm nhưng mà đã không có một cái phản ứng gì cả. Đó. Và mãi sau này thì mình mới thấy rằng họ biện minh cho cái lý lẽ đó. Và nhiều lần chúng ta thấy rằng ngay cả gần đây, chẳng hạn như bà vợ của Lê Duẩn cũng đã
cho đài BBC biết rằng cái vụ biến cố tại sao khi mà Trung Cộng chiếm Hoàng Sa chỉ có miền Nam Việt Nam chống đối lại và đã chiến đấu anh dũng, trong lúc đó miền Bắc lại lằn công chuyện đó, thì chính bà cũng tiết lộ rằng lúc đó Bộ Chính trị đã nghĩ rằng thà để cho Trung Cộng giữ dùng đất của mình còn hơn là để miền Nam Việt Nam giữ. Thật ra họ thấy rằng chính họ coi rằng cái quyền lợi của Đảng Cộng sản còn cao hơn là quyền lợi của đất nước của mình. Thưa các anh, và đó là những cái chuyện mà về phía Việt Nam cho đăng những bài Hoàng Sa Trường Sa, thì hiện giờ cái quan điểm chúng tôi nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam thật sự không phải là họ muốn có cái ý tốt là hòa hợp, hòa giải dân tộc như cái đúng nghĩa của nó đó, là họ hàn gắn những vết thương đó. Nhưng mà đây là những cái mục tiêu chính trị phía sau để cho họ, không phải là họ thực tâm mà họ có cái mưu đồ chính trị phía sau để họ có thể đánh lật con đèn được trong trường hợp mà nếu bị đàn anh chửi. Dạ vâng, để Thắng hoàn toàn đồng ý anh cái lập luận này. Và cũng qua một cái bản tin khác liên quan đến cái vấn đề Biển Đông, thì chúng ta cũng biết là phía bên Trung Cộng mới đây cũng là tuyên bố là tất cái vùng Biển Đông đó là thuộc quyền lãnh thổ của Trung Cộng, nhất là đặc biệt những khu vực đánh cá, kinh tế. Bất cứ tàu bè lạ nào mà đi vào khu vực này đều phải xin phép Trung Cộng để mà có thể đi vào khu vực này. Rồi sau khi đây là một như tất cả những lần trước, thì phía bên Cộng sản Việt Nam vẫn coi như là phản đối bằng mồm. Và điều đặc biệt đó là một số các chính thức trong nước đã phản ánh cái sự suy nghĩ của họ trên đài BBC, cuộc phỏng vấn BBC. Họ cho rằng là đã đến lúc Việt Nam không thể tiếp tục sử dụng cái gọi là cái chiêu bài ngoại giao để mà nói chuyện với Trung Cộng trong vấn đề này. Rõ ràng là cái vấn đề dùng vấn đề ngoại giao để giải quyết vấn đề Biển Đông hoàn toàn không còn có thực dụng nữa, mà họ phải nói là phải dùng luật để thay thế vấn đề ngoại giao với Trung Cộng. Thì trong này là dùng luật có nghĩa là gì, là phải bắt đi theo con đường của Phiêu Tân, là đem phải kiện anh Trung Cộng ra tòa án quốc tế để mà đòi lại cái quyền lợi của mình. Nhưng mà tới nay Cộng sản Việt Nam vẫn không thực hiện điều đó, bởi vì qua cái bản ký mà bản đồng ký không phải chỉ có Hoàng Sa Trường Sa mà ký luôn cả nguyên cái vùng Biển Đông là thuộc quyền sở hữu của Trung Cộng mà. Thì bây giờ với cái việc đó thì làm sao anh cãi? Và nếu mà anh ký vô đó rồi anh kiện rất khó, anh Tường Thắng. Và với như anh Hà là khi mà một vị thủ tướng của một nước họ ký vô rồi, không thể nào như là anh Cộng sản Việt Nam bây giờ nói đó là cái đó là chỉ vấn đề ngoại giao thôi, và chữ ký của thủ tướng không có giá trị, và đây là một cái văn bản tương đối gọi là một cái văn bản thôi, chứ không phải là một bản chính thức của một quốc gia ký cho một quốc gia. Đó là lập luận của anh Trung Cộng như vậy. Nhưng mà ký tại sao phải dùng công văn để ký? Đó là vấn đề của anh Cộng sản Việt Nam, khi mà ra tòa của anh quốc tế là chắc chắn sẽ bị vấn đề, tại vì Trung Cộng sẽ sai cái công văn đó và sẽ coi đó là một công văn chính thức giữa hai nước với nhau, để Trung Cộng họ nói là đây là công văn mấy anh đã ký và ký rồi. Cộng sản Việt Nam thì lập luận rằng là lúc bây giờ đó Hoàng Sa là thuộc quyền sở hữu của Việt Nam Cộng hòa, lập luận rằng là lúc đó cái công văn này đã không qua Quốc hội Cộng sản Việt Nam nên không có giá trị. Nhưng câu hỏi đặt ra là Quốc hội Cộng sản Việt Nam 99.9% là đảng viên Đảng Cộng sản, là Quốc hội bù nhìn, có bao giờ mà không dám đi lại quyết định của Bộ Chính trị để mà không thông qua bất cứ quyết định nào hay không? Đó là chuyện rất khó. Với lại bây giờ anh đã chiếm miền Nam Việt Nam rồi, cho nên khi anh đã chiếm rồi là coi như chuyện xong. Anh chiếm rồi, đâu phải là anh bảo là anh chưa chiếm miền Nam Việt Nam mà bảo tôi ký vùng đất người khác đâu. Bây giờ anh là mấy anh có chủ quyền của Việt Nam rồi. Dạ vâng. Trước khi trở lại phần bình luận tin tức, thì xin mời quý nhà theo dõi phần công tư thương mại của đài truyền hình SBTN. Luật sư Đỗ Phủ, anh Thành Hà và Tân Hạnh sẽ trở lại với quý khán giả. Vâng, vừa rồi phần công tư thương mại của đài truyền hình SBTN, luật sư Đỗ Phủ, Tân Hạnh và anh Thành Hà sẽ đang trở lại với quý nhà trong phần bình luận tin tức. Trước khi qua một bản tin khác thì trở lại vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, thì tôi đang nghĩ là tất cả những cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam đưa tung ra trong cái vấn đề này cũng ngoài mục tiêu rằng là muốn gắn một cái thông điệp tới Hoa Kỳ là tôi cũng chống Tàu đấy, cần gì thì anh cứ việc đưa tiền cho tôi. Đó là một chiêu mà mấy anh đang làm việc với Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc là giờ Hoa Kỳ cũng chưa có mở đèn xanh cho anh Việt Nam. Và cũng chưa hoàn toàn cho Việt Nam là một đồng minh về quân sự cũng như là một đối tượng và hợp tác về quân sự. Tại vì khi mà đối tượng và hợp tác về quân sự thì những cái cửa ngõ giống như vấn đề nhân quyền đó, anh Cộng sản Việt Nam phải giải quyết. Chứ chưa, Hoa Kỳ chưa có kéo anh Việt Nam về đủ. Và tôi nghĩ cũng đó là một phần chúng ta là người Mỹ gốc Việt ở đây vận động, và người Việt ở trên toàn thế giới cũng giúp chúng ta vận động với những cái chính phủ của họ nữa, để cho cái chuyện nhân quyền Việt Nam được giải quyết. Nhất là trong ngày mùng 5 tháng 2 tới đây đó, thì Cộng sản Việt Nam sẽ phải ra điều trần trước Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Xin chào. Dạ xin mời. Vâng,
Trở lại vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì chúng tôi cũng có một cái ý như thế này, bởi vì chúng ta thấy trong suốt trong gần hơn một cái thập niên vừa qua, nhiều cái người nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa và ngay cả những học giả ở hải ngoại mình, họ cũng lên tiếng rằng thực ra Cộng sản Việt Nam có nhiều cơ hội. Thứ nhất là vì diễn đàn ASEAN cũng có thể lên tiếng cái việc đó liên tục được trước khi mà để cho Trung Cộng đã có nhiều cái bước lấn nước quá. Cái thứ hai, Cộng sản Việt Nam cũng có thể dùng cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc, bởi vì các anh nhớ là cách đây khoảng 5-7 năm, Việt Nam cũng là một trong nước 15 nước trong Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc, tức là Việt Nam được vô trong 15 nước đó. Thì cái đó là một cơ hội rất tốt để Việt Nam dùng cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc để lên tiếng, ít nhất nếu chưa tới mức là có thể kiện giống như Philippines hiện nay, thì Việt Nam cũng có thể dùng cái thế là một trong 15 nước đó để có thể tung ra cái vụ là Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam đã quá chậm và đồng thời bị Trung Cộng để dùng cái umbrella của chủ nghĩa xã hội, tức là đàn anh trong khối Cộng sản, cho nên làm cho Việt Nam tắc tiến. Thì chúng ta thấy đó là một cái cơ hội. Ít nhất trong vòng 15 năm vừa qua, Việt Nam có 2-3 cơ hội rất nhiều để lên tiếng về vấn đề đó. Mà Việt Nam cũng đã lúng túng rất nhiều. Và gần như bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam bị khống chế bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta thấy cái đó là làm. Đó là cái chuyện mà rất họ bị khống chế, họ không làm được. Đã lãnh biết bao nhiêu tiền trong hai cuộc chiến vừa qua thì khó mà đi ngược lại. Làm sao mà có thể đi ngược lại cái đàn anh của mình. Vâng, bây giờ qua một cái tin khác, một tình hình Việt Nam, thưa anh Vũ, thưa quý vị, trong cái tuần lễ vừa qua thì trong nước phải nói là dậy sóng về những cái vụ điều tra liên quan đến một nhân vật tên là Dương Chí Dũng. Ông này là trước kia là tổng giám đốc của công ty Vinaline. Trước khi mà ông ta bị án tử hình thì tòa có hỏi là ai đã mật báo cho ông này để trốn thoát, thì ông này hoàn toàn không trả lời. Nhưng sau khi bị tuyên án tử hình đó, thì sau khi lúc làm nhân chứng cho ông em á, là cái người mà giúp ổng đi tử hình á, giúp ổng đi trốn thoát đó, thì ổng khai ra là ổng đã hối lộ cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ lên tới 1.5 triệu Mỹ Kim. Chưa kể là ổng cũng đã nêu luôn là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang là ổng có đến nhà để nhờ vả ông này can thiệp với ông Phạm Quý Ngọ. Điều đặc biệt là ông Dương Tự Trọng. Dương Tự Trọng là em ruột của ông Dương Chí Dũng, là người đã tổ chức để cho ông Dương Chí Dũng là trốn thoát ra qua bên Singapore và bên Campuchia. Thì cái hình bên tay trái ông Dương Tự Trọng là cái thời cách đây đúng 2 năm trước, với thời gian cách là 1 năm. Ông Dương Tự Trọng là đại tá công an ở Hải Phòng và ông đã coi như là đứng ra chỉ huy cái việc mà trấn áp và cũng như bắt ông Đoàn Văn Vương. Chúng ta nghe rất là nổi tiếng về cái vụ mà coi như là làm sập cái công việc công là cái đầm nuôi cá của ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng. Thì một năm sau ông đại tá công an này đứng trước tòa, trước tòa đã trả lời cho tòa về cái tội mà đã đưa ông hành trốn. Cách nhau một năm giữa ông đại tá công an và một tên tội phạm, thì chúng ta thấy báo chí ở trong nước đã đưa ra hai hình ảnh này. Điều đặc biệt rất là quan trọng, trở lại cái vụ mà Trần Đại Quang và Bộ trưởng Trần Đại Quang phía bên công an và ông Phạm Quý Ngọ, thì chúng ta thấy bây giờ đó, nhìn qua tất cả những vụ đấu đá này, tại sao Dương Tự Trọng giờ chót mới chịu khai? Thì chúng ta thấy là có lẽ nếu chúng ta để ý thì có lẽ là phe Nguyễn Phú Trọng qua tay của Nguyễn Bá Thanh, tức là trưởng ban nội chính, là đã cố tình chặt tay của Nguyễn Tấn Dũng. Những tên công an mà phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng trong trường hợp này qua vấn đề tham nhũng để chuẩn bị cho một cuộc hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng trong cái kỳ đại hội sắp tới đây. Đây là hai phe của phía Cộng sản họ đấu đá với nhau, tại vì trong vấn đề mà hối lộ đó, thì chúng ta cũng biết là Việt Nam, những cái tay mà chóp bù Việt Nam hối lộ, ăn hối lộ rất nhiều. Họ không có trực tiếp ăn hối lộ, họ cũng qua đàn anh, người em, bà con họ đã ăn hối lộ. Thế thì tại sao là kỳ này lại những tay công an này lại bị? Tại vì những tay công an này dư sức diếm chuyện, trừ khi bị phe khác họ chơi. Có piston khác đẩy lên. Thì trong trường hợp này anh Đình Thắng, tôi nghĩ anh Đình Thắng cái nhìn rất là đúng ở chỗ là phía bên Nguyễn Phú Trọng đang chơi phe Nguyễn Tấn Dũng. Vâng. Mà điều đặc biệt đó là ông Nguyễn Bá Thanh vẫn mới đi Trung Quốc về. Khi đi Trung Quốc về thì chúng ta thấy là qua cái vụ án của Dương Chí Dũng đó, thì báo chí trong nước họ nói rằng là chính ông Nguyễn Bá Thanh đã tới tự mình tham dự cái vụ án đó. Thì chúng ta thấy rằng là tầm quan trọng của cái vụ án đến cái độ mà ông trưởng ban nội chính ông dính vào. Mà khi dính vào đó thì chúng ta thấy tự nhiên khai ra hai ông bộ trưởng và công an và thứ trưởng công an dính dáng vào vụ này. Thì chúng ta thấy trong những ngày tới họ sẽ còn làm mạnh hơn trong cái vụ này, đẩy tới mạnh hơn. Nhưng mà có đẩy tới mạnh hơn á, cũng có piston của Nguyễn Tấn Dũng đỡ, cho nên chưa chắc là đẩy tới được. Anh Hà nghĩ như là đẩy tới được. Nhưng mà nó có cái điểm là thưa anh Phụ là cái gì? Ông Nguyễn Bá Thanh ông nói rằng năm 2014
ban nội chính trung ương sẽ dính dáng vào vấn đề, sẽ kiểm soát về vấn đề ngân hàng. Mà chúng ta biết là phe Nguyễn Tấn Dũng là kiểm soát ngân hàng rất là nặng trong vụ này. Nhưng mà anh có nghĩ là phe Nguyễn Tấn Dũng giờ này chơi lại không? Vâng, cái vụ mà chúng ta thấy là hiện giờ tất nhiên giống như anh Tường Thắng và đội phủ thấy là thực sự chúng ta thấy là nợ những cái làn sóng ngầm ở dưới đó, và hai phe đã đấu đá đến mức độ mà tôi nghĩ rằng chẳng hạn cái vụ mà vừa rồi là có thể một con chốt bị thí, nhưng mà chính Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chấp thuận cái vấn đề, nghĩa là đã ký cái xác lệnh để có thể tử hình. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mình không biết rằng hiện giờ đến cái mức độ mà có thể khai đến cái bộ công an, mà có nghĩa là một trong ủy viên Bộ Chính trị là Tần Đại Quang, thì tôi thấy rằng đã đi đến mức mà có thể gần như là đã đi đến rốt ráo, mà chúng ta nghe là tới 7 cái đại án tham nhũng. Thì không biết rằng cái phe của Nguyễn Phú Trọng có đủ sức mạnh để có thể tấn công tiếp tục nữa hay không. Mà những cái phe của... mà của dám có thể đụng tới Bộ Chính trị nhưng mà không? Cái vấn đề ở đây là những cái phe là đánh nhau đó, những cái phe trong nội bộ trung ương của Cộng sản đánh nhau, thì liệu những cái đó có phải là những cái yếu tố mà nó phân hóa Đảng Cộng sản đến nỗi mà có một phong trào dân chủ ra được hay không? Chứ còn thường thường đó, tất cả những phong trào và những cái luồng sóng mà đánh nhau giữa trong đảng với nhau, nhưng mà khi đúng tới quyền lực của Đảng Cộng sản đó, lúc nào họ cũng đoàn kết lại với nhau để họ chống lại những cái thế lực mà có thể là phân hóa Đảng Cộng sản mà có cơ hội chúng ta. Cho nên cái chuyện này là một cái chuyện là đánh nhau, chúng tôi nghĩ là nó cho chúng ta coi nó vui thôi. Chứ còn thật sự về vấn đề mà sống chết của sống chết của đảng, tôi không nghĩ đưa đến chuyện mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam tan rã. Dạ vâng, rất hoàn toàn đồng ý cái nhận định của anh Phủ, là nó sẽ không đến tới tan rã, nhưng mà nó sẽ đẩy Đảng Cộng sản đi về một phía. Trong trường hợp này chúng ta thấy là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh là có thể là đang nghiêng thẳng về phía Trung Cộng trong cái việc mà nên nhớ rằng từ xưa giờ là án tử hình đối với tham nhũng là không có. Chỉ gần đây mới có hai án tử hình, một án tử hình liên quan đến hai giám đốc và phó giám đốc của một cái ngân hàng và nông nghiệp, và cái án tử hình liên quan đến Dương Chí Dũng. Cho nên chúng ta thấy là án tham nhũng hoàn toàn không có, mà chỉ xảy ra sau khi Nguyễn Bá Thanh. Và đây cũng có thể là cái chuyện mà Trung Cộng họ muốn dằn mặt Nguyễn Tấn Dũng. Vâng. Trong trường hợp nếu Nguyễn Tấn Dũng nằm cái phe mà đang thân với Hoa Kỳ. Vâng. Thì đây là cái chiêu của Trung Cộng qua Nguyễn Phú Trọng để dằn mặt Nguyễn Tấn Dũng. Vâng. Là nếu mà mấy anh mà nhúc nhích đó đi về phía Hoa Kỳ đó, chúng tôi sẽ triệt tiêu vây cánh và chính anh tối giản. Vâng. Vâng. Đó là một cái chuyện mà chúng ta đang coi thử những cái trò. 2024 chúng ta sẽ thấy. Vâng, chúng tôi cũng thấy là nó có một cái điểm, chẳng hạn chúng ta thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc á, mà có những ủy viên Bộ Chính trị giống như Bạch Thi Lai vừa rồi, thì ngay cả Tập Cận Bình cũng có thể đi đến quốc đời là nếu mà tham nhũng thì cũng có thể được tuyên án rất nặng như vậy. Vâng. Tuy nhiên Việt Nam thì tôi cũng nghĩ rằng rất khó, là bởi vì Việt Nam nó lùng bùng và đồng thời các phe cánh trong Đảng Bộ Chính trị nó chưa dám đủ sức để có thể thanh trừng dứt khoát giống như Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay cả những bí thư hồi xưa thành ủy của Bắc Kinh và ngay cả Thượng Hải nó cũng có thể thanh trừng được nếu vi phạm vấn đề tham nhũng. Vâng. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam ngay cả chính trong những ủy viên Bộ Chính trị họ cũng đều lúng túng và họ đều ngang ngửa với nhau. Đều dính. Vì vậy cho nên khó để có thể một phe nào có thể thanh trừng thực sự giống như Dương Chí Dũng hoặc là một vài nhân vật cỡ cấp trung. Thì có thể họ dùng một cái xe cao lắm là một con chốt hay một con pháo để có thể thí điểm trong vụ này thôi. Tôi không nghĩ đi đến tự ý vùng bộ chính trị. Phía bên Trung Cộng đó nếu mà họ áp lực Đảng Cộng sản Việt Nam, cái phe mà thân Trung Cộng mạnh đến nỗi á, để phe đó có những cái thái độ mà dứt điểm đối với những cái phe của Nguyễn Tấn Dũng đó, thì lúc đó nó có thể nó có những cái chuyện mà nội bộ xảy ra. Và nó sẽ phân hóa Đảng Cộng sản Việt Nam để nó phải tách cái đảng đó ra, tại vì vấn đề sống còn của họ. Dạ vâng. Trở lại cái vấn đề ông bên tiểu bang New Jersey, thì ông Chris Christie, thì anh có ý kiến về cái vụ xì căng đan này? Trong tuần rồi cái tin mà chúng tôi thấy là sóng gió nhất ở bên Hoa Kỳ là ông Christie, là có một người nhân viên gọi là bà Kelly đó, đã có một cái email mà đưa ra nói rằng là đóng freeway lại, tại vì ông thị trưởng ở thành phố ở New Jersey, ở Fort Lee đó, đã không endorse ủng hộ Governor Chris Christie. Cho nên freeway đã bị đóng lại, và cái email nói là đóng chơi vậy đó. Và nó gây ra một người bị chết. Thì cái chuyện xảy ra, scandal nó xảy ra như vậy đó, là ông Chris Christie là có thể bị trouble, tức là bị vấn đề trong cái kỳ mà nó tranh cử kỳ này, trong vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ. Cái vấn đề là đây là chuyện của phía bên Đảng Dân Chủ, họ muốn đưa ông này đây xuống. Không, Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ. Tại vì ông này là Đảng Dân Chủ mà, cái ông thị trưởng đó. Ông thị trưởng là hay trưởng. Là
cái này là trong đảng Cộng Hòa họ chơi nhau, là tại vì Christie là một người sáng giá, cho nên trong đảng đã lít cái tin này ra để chơi nhau, để ông Christie không lên không. Thì mình không biết là phe nào chơi phe nào đó, tại vì chính trị Hoa Kỳ mình không biết phe nào chơi phe nào. Tại vì những cái chiêu mà ném đá giấu tay của hai đảng Hoa Kỳ đó, họ đã có từ mấy trăm năm nay rồi, trên cái chiêu đánh của Hoa Kỳ đó, ngoạn mục lắm. Nhiều khi mình không biết là phía sau là ai là người đánh, cho nên mình chưa biết. Và ông Governor Christie của New Jersey này cũng mệt vì cái vấn đề này, và ông đã phải lên để xin lỗi gần 2 tiếng đồng hồ cho những hành vi của nhân viên của ông, và ông bảo là ông sẽ có thái độ đó và ông ta phải cắt những người mà thân cận nhất của ông ta. Dạ vâng, không thấy Nguyễn Tấn Dũng xin lỗi về cái vụ Dương Chí Dũng con Dũng. Vâng, rất tiếc việc thời gian không còn nhiều nên luật sư Đỗ Phụ Từ Thắng và anh Nguyễn Tấn Hà xin hẹn quý khán giả vào tuần sau. Bây giờ là trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thanh Hương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với nhà văn Trà Lũ. Xin chào ông. Dạ, xin chào cô Thanh Hương. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay nhà văn Trà Lũ sẽ giới thiệu đến chúng ta hai quyển sách mới vừa ấn bản, đó là Đất Quê Hương 2 và 600 Chuyện Cười. Dạ, cảm ơn cô. Thực ra thì đài bắt được tôi, bắt tôi lên đó chứ tôi chưa dám, thì đài nghe là tôi có sách mới thì kêu tôi lên liền. Dạ vâng. Và rất hân hạnh để cô phỏng vấn. Dạ, dạ vâng, sợ rất hân hạnh được ông có mặt trong ngày hôm nay. Và thì ngoài hai quyển sách vừa ấn bản của nhà văn Trà Lũ thì chúng tôi được biết là còn có 3 quyển sách đã được tái ấn bản. Thì như chúng ta được biết thì những lần những năm vừa qua khi nhà văn Trà Lũ đi bất cứ mọi nơi đâu để mà giới thiệu sách của ông thì thường những quyển sách của ông rất là hot, coi như là bán chạy hết. Thì chúng tôi thấy là hai quyển sách mới có cái tên là Đất Quê Hương 2. Thì xin ông cho biết là tại sao có Đất Quê Hương 2, mình có Đất Quê Hương 1 chưa ạ? Cảm ơn cô. Câu hỏi của cô cũng giống như nhiều người đã hỏi tôi, sách Đất Quê Hương 1 đâu mà sao bây giờ đã có Đất Quê Hương 2? Thưa, không phải. Đất Quê Hương 1, tôi, Quê Hương 1 của tôi là Việt Nam. Và tôi chọn chữ Đất Quê Hương 2 để chỉ Canada. Canada là quê hương thứ hai mà đích thực của tôi. Dạ vâng, thì trong những quyển sách truyền phím của ông đã được ấn bản vừa qua thì chúng ta thường thấy có chữ đất ở trong cái tựa đề, thì tại sao ông dùng chữ đất và chọn chữ đất? Đất, thưa cô đấy, đất chính là đất Canada. Các chuyện của tôi, truyền phím của tôi đó, là đều lấy cái bối cảnh xảy ra ở Canada. Là chuyện gì của tôi cũng lấy bối cảnh của Canada. Hình thể ra tôi yêu mến cái đất nước này cho nên tôi chọn làm quê hương thứ hai của tôi. Dạ vâng, thì trong hai thể loại sách của ông thì chúng tôi thấy là có chuyện phím và chuyện cười, thì xin ông có thể nói rõ thêm về cái ý nghĩa giữa chuyện phím và chuyện cười, nó khác nhau ở chỗ nào không thưa ông? Chuyện cười thường thường là nó một thứ mì ăn liền, cười kể nó vắn vắn thôi và làm cho người ta cười ngay, hay là làm cho tôi cười ngay, đó là chuyện cười. Còn chuyện phím là cái chuyện mình cũng nói không trực tiếp và không ngắn, nó dài hơn và nó chỗ này một chút, chỗ kia một chút, và cuối cùng cái phím là người ta không cười ngay mà suy nghĩ một tí rồi gật gù một tí, à vì thấy cái hay của nó đó, như vậy. Dạ vâng, vâng thưa quý vị, thì nhà văn Trà Lũ là nhà văn duy nhất chúng tôi được biết là một nhà văn mà chuyên viết những chuyện mà ca ngợi đất nước mình đang ở, đất nước thứ đất nước đang cưu mang chúng ta. Thì tại sao vậy thưa ông? Thưa cô và thưa quý vị, tôi yêu mến cái đất nước này lắm. Năm 75 nữa thưa cô, tôi là người đầu tiên, người tị nạn đầu tiên đến Canada. Tôi là boat people thật. Lúc bây giờ chưa có cái danh xưng thuyền nhân, nhưng mà tôi là người đi khỏi Sài Gòn vào tháng 5 1975 bằng thuyền, và tôi đến Canada, đến Thái Lan, rồi nhờ là tiếp xúc với phái đoàn Canada, họ cho tôi đi ngay. Và không hiểu mình tôi có cái duyên với cái đất nước này,
tôi không còn một thứ giấy tờ, tôi trốn mà mang theo có một gói quần áo và đi được, không có một cái thứ giấy tờ gì. Canada họ viết cho tôi một cái thư bảo là kính gửi bộ di trú Canada cho ông Trần Trung Lương trả lũ này vào Canada, giấy tờ chúng tôi sẽ gửi sau. Họ phỏng vấn, họ chụp hình tôi nhưng mà không kịp để tôi, để họ làm thông hành gì cho tôi đó. Anh chỉ ra họ cho cái thư đó mà Canada này tốt thật cô, trời ơi, tôi có một cái thư đó mà Canada đã nhận rồi, nhận gia đình tôi, nuôi nấng gia đình tôi, cho con cái tôi ăn học, thật là tuyệt vời cô. Thì vâng, tôi đội ơn cái đất nước này lắm. Dạ vâng, và chúng ta cũng biết là nhà văn Trà Lũ có rất là nhiều cống hiến cho đất nước Canada. Thì vào năm 2012 thì nhà văn Trà Lũ đã được tặng cái giải thưởng là công dân xuất sắc nhất ở tại Canada, do chính phủ Canada tặng. Thì do những cống hiến của ông đối với đất nước và cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại Canada đây, thì chúng tôi cũng rất là hãnh diện có nhà văn Trà Lũ tại Canada. Cô. Tại vì ngoài cái việc viết sách là cái chuyện part time hay hobby cô, chứ còn tôi đến đây và may là tôi được làm công chức cho chính phủ Canada, thì việc của tôi đó làm trong bộ như một phần của bộ di trú, tiếp rước những người mới đến Canada mà tôi làm ở trong cái cơ quan này. Anh chỉ ra lúc bây giờ là phong trào thuyền nhân Việt Nam ồ ạt tới, và tôi là người mà hướng dẫn đồng bào đến Toronto này ngay từ đầu. Thì từ đây những thập niên 80 ai cũng, tôi cũng giúp được rất nhiều người vào đến Canada thời đó, từ 80 cho đến 90 đó cô. Đó, chính vì vậy tôi được trao cái giải này. Dạ vâng, thì ngoài công việc công chức của ông thì ông cũng là nhà văn duy nhất tại hải ngoại mà có nhiều chuyện cười đã được xuất bản nhất, thì hình như là hơn 1.800 chuyện cười đó thưa quý vị. Thì không biết là những chuyện cười của ông là do ông suy nghĩ ra hay là ông lấy, lấy ở đâu ạ? Không không, thưa quý vị, thưa cô Thanh Nhiên, tôi xin nói ngay và tôi có viết ở trong các lời tựa cuốn sách này, tôi không phải là tác giả những chuyện này, tôi là người sưu tầm. Và thưa cô thì cũng may tôi đọc được tiếng Anh, tiếng Pháp, nên để ra chung quanh tôi cái thế giới báo chí, cái media, mass media nó nhiều lắm. Các chuyện cười mà nếu ở trong báo giấy, thường thường thưa bây giờ tôi già, tôi không muốn giữ sách, tôi cắt ngay lập tức. Tôi có, thưa quý vị, ngay ở đầu giường tôi có một cái thùng. Thế cái chuyện nào mà tôi thích, thưa quý vị, chuyện cười thì nhiều lắm, nhiều báo chí biết bao, tôi không, tôi chỉ lấy những chuyện mà tôi thích, tôi cắt xong tôi bỏ vào thùng. Đã, tiếng Anh, tiếng Pháp, đấy là về sách báo giấy. Nhưng mà khi nhiều khi tôi nghe radio, xem TV, tôi thấy hay thì tôi ghi chép, rồi tôi cũng bỏ vào cái thùng đó. Lâu lâu buồn tôi lấy ra tôi xem quá và enjoy cái chuyện đó. À, cái chuyện này lúc đầu thì mình thấy như thế này, bây giờ thế này hay hơn, và cứ tôi suy gẫm nó hay chỗ nào đó. Rồi khi mà tôi viết sách thì tôi lượm lên và tôi đã suy nghĩ rồi thì tôi viết theo lối hành văn của tôi. Và thưa quý vị, tôi viết rồi cộng tất cả, tôi có 4 cuốn sách viết về tiếng cười. Tôi giật mình cái tô tan chuyện cười trong 4 cuốn này, cô có biết bao nhiêu chuyện không? À, dạ không ạ. 1.800 chuyện. Trời ơi, tôi cũng giật mình thật, nhưng mà không ngờ là nhiều như vậy. Và đây là những chuyện cười làm cho tôi cười quá, chứ không phải là tôi lấy và cho đủ số là 500 chuyện, 600 chuyện. Nên là những chuyện cười tôi thích, và nhiều chuyện tôi phải tìm hiểu. Bởi vì tôi những chuyện Anh, chuyện Pháp tôi không có cái bối cảnh văn hóa, cái không khí văn hóa tôi không có sống. Chẳng hạn ở Canada này tôi ở đã gần 40 năm, mình đâu đã biết hết các chuyện Canada gốc gác nó làm sao. Chuyện cái gốc văn hóa đó rất quan trọng của. Dạ vâng, và cái gốc văn hóa rất là quan trọng. Thì như chúng ta biết là nhà văn Trà Lũ là giáo sư Anh văn tại Đại học Sư phạm ở Sài Gòn trước năm 75. Thì thưa ông, là
được tiếp xúc với những cái văn hóa khác nhau, như ông đã nói là ông có thể hiểu được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, thì khi mà tiếp xúc với những văn hóa như vậy thì ông bằng cách nào để mà có thể chuyển dịch những cái chuyện cười của Tây Phương qua tiếng Việt để cho người văn hóa, người Việt Nam mình, cái văn hóa mình có thể hiểu được và cười? Thưa cô, câu hỏi của cô quá lớn. Bởi vì thế này, chính tôi đây, tôi hiểu người ta, và hàng ngày tôi có xem tivi đó cô, nhất là người Canada với người Mỹ, họ ưa diễu lắm, khác sâu cười đây hết. Tôi hiểu người ta nói gì, nhưng mà tôi không thấy hay. À, cũng như người Việt Nam mình kể chuyện chút xíu thì thiên hạ đã hòa đến cười, mà những người mà ngoại quốc học tiếng Việt họ không cười, họ không thấy thế hay. Tôi cũng y như vậy. Thưa nhiều chuyện á, tôi đọc, tôi hiểu tiếng Anh, tôi hiểu tiếng Pháp, mà tôi không hiểu được cái hay của nó. Cho nên tôi chỉ lấy về những cái chuyện mà tôi hiểu được và tôi thấy hay thì tôi mới diễn đạt sang theo lối tiếng Việt. Chứ cái chuyện mà tôi không có chuyện họ bảo hay rồi tôi trích cái chuyện họ dịch ra, không. Chẳng hạn như mới đây, không biết đâu, cô tôi có người bạn gửi cho tôi 10 chuyện hay nhất của Nga sâu. Thì bảo là nước Nga là nước vĩ đại, chắc hay lắm. Tôi đọc cô tôi chả hiểu gì. Nên là tôi đọc cho cô nghe cái chuyện mà hay nhất của Nga nhé. Dạ vâng. Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất, ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại. Ngày người thứ hai bảo, ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi làm gián điệp. Và người thứ ba, ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi xài đồng hồ ngoại. Cô có thấy hay không? Tôi không thể diễn tả được cái hay mà tôi, bởi vì tôi không thấy cái hay, tôi không diễn tả được. Mà đối với người Âu Châu da trắng họ cho là hay nhất đó cô. Dạ vâng, có thể nhiều khi nếu mà mình có ảnh hưởng bởi cái văn hóa đó thì mình sẽ hiểu được. Nhưng mà đối với những người Việt khán giả, những cái độc giả người Việt mà không có những cái ảnh hưởng của Tây Phương thì làm sao mình có thể enjoy được? Đúng vậy, cô nói đúng. Trong khi đó chẳng hạn như những cái chuyện mà tôi kể, những cái chuyện buồn cười trong tiếng Việt thì đồng bào thích lắm. Bởi vì mình cái ngôn ngữ mình nói hàng ngày, mình chung cái văn hóa đó cô. Thành thử ra tôi nói một cái ví dụ mà ai cũng buồn cười, mình tiếng mà ai cũng nói là tôi bệnh, tôi đi bác sĩ, tôi đi khám bác sĩ đây. Cô bệnh thì đâu cô đi bắt được bác sĩ ở cửa trần cho cô khám à? Mình phải nói tôi đi để bác sĩ khám tôi. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình nói là tôi đi khám bác sĩ. Vâng. Phải không? Vâng. Hay là tôi mua thuốc nhức đầu. Làm gì có thuốc nhức đầu, thuốc chữa bệnh nhức đầu chứ, phải không? Hay là tôi muốn bệnh. Đấy, cô mà đúng, cô nói đúng, tôi muốn bệnh. Có ai muốn bệnh đâu, nhưng mà vâng. Hay là tôi đi, bà ấy đi sửa sắc đẹp. Sắc đẹp tôi việc gì phải sửa, sửa cái xấu chứ, cái xấu mà. Vẫn nói là đi mỹ viện để sửa sắc đẹp, mình nói như vậy. Vâng. Hay là người, hay là có buồn cười. Ngày xưa tôi thấy có cái chuyện này mà tôi cười mãi rồi tôi kể, nhiều người cũng cười lắm. Là cô hàng thịt đó cô, bán hàng thịt ở chợ thì cô này đông khách lắm. Các bà nhất là hàng ngày ra để cô ấy bán cho thứ ngon, rồi cô ấy bán ngon mà rẻ, thịt không ngon thì cô ấy nói không ngon chứ cô không đến lựa. Thì thiên hạ thích cô bán hàng thịt này lắm. Thế có cái bà già đó hay mua thịt của cô ấy lắm. Nhưng mà bà ấy về Việt Nam chơi mấy tháng, xong rồi lúc sang Canada cô này gặp lại bảo: trời ơi lâu quá sao bác không ăn thịt cháu. Đấy tiếng Việt Nam bảo. Dạ vâng. Không ăn thịt cháu. Mà buồn cười nói chuyện nó có vệt tục: bác ăn đùi cháu nha, bác ăn mông cháu nha. Tức là tôi cắt thịt đùi, thịt mông. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình nói dạ như vậy. Vâng. Dạ. Nhiều khi mình nói thì mình hiểu, nhưng mà nếu mà mình phải dịch cho người Tây Phương thì họ sẽ rất là ngạc nhiên và họ mà sẽ không hiểu được. Cháu. Không dịch được. Vâng. Những cái chuyện này dịch làm sao được. Phải không? Hay là đối với người Việt Nam, tôi sống ở đây rồi tôi được tiếp xúc với người Việt Nam
Tôi thấy nhiều chuyện buồn cười. Như vậy khi mà viết những chuyện cười thì không biết là ông có kiêng về chuyện tục hay là chuyện thanh hay không? Vấn đề tục với thanh đó cô. Hết chuyện cười, thực ra nói rất thật là chuyện cười nó phải có chút xíu tục thì nó mới hay. Chứ mà chuyện cười mà tục không có tục chứ, chỉ thanh như chuyện nhà thờ. Thích thì thích nhưng mà không thấy nó thấm thía, phải pha một chút xíu tục. Nhưng mà khi tôi viết chuyện, tôi viết chuyện tục nhiều chứ, nhưng mà tôi dùng ngôn ngữ thanh tao, hay chọn làm sao mà tuy rằng nói cái đó mà không xấu sàng. Không biết còn giờ để tôi kể chuyện cho cô. Dạ vâng. Cái chuyện chẳng hạn như chuyện em bé nhé. Dạ. Một em bé thì làm sao mà tục được. Thế một ông bố dẫn đứa con đi chơi, mà hôm đó ông dẫn đi qua khu đèn hồng. Cô biết là dạ, ở Âu Châu là có những khu bán dâm công khai đó, ở khu đèn hồng. Thì ông bố dẫn đứa con 4-5 tuổi đi qua khu đó, thì đứa bé nó thấy mấy cô ở trong nhà chạy ra lôi kéo ông bố. Nó không hiểu gì, nó hỏi bố ơi bố, tại sao mà các cô ấy ra kéo bố như vậy. Thì ông bố nói làm sao được, trường hợp rất khó nhé, không thể nói được. Cuối cùng ông ấy bảo ồ, cô ấy mời bố mua hạnh phúc đấy mà con. Cô trả lời hay chứ. Rất là hay. Mời bố mua hạnh phúc. Thằng bé nó bảo vậy hạnh phúc là cái gì bố? Thì ông bảo lớn lên này con sẽ hiểu nha. Rồi ông ấy đẩn, ông nói sang chuyện khác. Đứa bé nó cứ nhớ là mời bố mua hạnh phúc. Ngày hôm sau đó bố nó đi làm đó cô. Thằng này cũng khôn, cũng biết rồi. Nó đi đến cái khu đó, khu đèn hồng đó, thì nó trông thấy mấy cô, nó bảo cô ơi cô bán cho cháu hạnh phúc. Thì cô, mấy cô điếm đó cô ơi, thấy thằng bé dễ thương quá, ok vào đây. Cô ấy lôi nó vào nhà. Rồi cô biết cô gái nó làm gì không? Cô ấy mở tủ lạnh lấy nó hộp kem nó ăn. Thích lắm. Nó ăn hết hộp kem, nó cảm ơn cô. Xong nó lại ra đường đi nhà khác, lại một cô nữa nó gặp, bảo cô ấy bán cho cháu chút hạnh phúc. Cô ấy cũng thấy thằng bé 4-5 tuổi dễ thương, lại lôi vào nhà, lại cho ăn kem nữa. Cuối cùng nó biết là như vậy, tức là ăn kem là hạnh phúc, là mua được hạnh phúc. Thành thử ra ba cô cho nó ăn kem như vậy, cuối cùng rồi nó no quá rồi nó về, nó hạnh phúc lắm. Về nhà tối nó khoe với bố nó, bố ơi bố, hôm nay con đã đến khu đèn hồng và con đã đi mua hạnh phúc. Ba cô gái đã bán hạnh phúc cho con mà con hạnh phúc quá. Cái cô thứ ba ấy cho con hạnh phúc mà dù lè lưỡi ra liếm con cũng không có sức còn liếm. Lời quý vị nếu mà hiểu ý kia thì nó tục vô cùng, mà lời thằng bé như lời thiên thần ấy. Và đấy, chuyện tục chuyện thanh nó ở cái chỗ đó, nhiều khi nó do cái đầu mình đó, đó cô. Dạ vâng. Và cũng nhân đây thì cháu cũng xin cảm ơn ông, vì hồi nhỏ thì thú thật những cái vốn liếng tiếng Việt của cháu là cũng nhờ đọc những quyển chuyện cười của ông viết ra. Và cho nếu quý vị khán giả ở nhà muốn đặt mua những quyển sách mới nhất của ông thì không biết là có thể mua từ nơi đâu thưa ông? Ở Toronto này thì tôi chỉ có bày bán ở cái hiệu Sài Gòn Tạp Hóa đó, ở phố Tàu đó. Còn thường thường là tôi bán ở, tôi ra mắt ở đâu thì thường thường là chạy đến mua sách. Nhưng thực ra người ta biết tôi là không có bày ở các hiệu, với các hiệu sách bây giờ, cô thấy không? Chết hết rồi. Dạ vâng. Hình như thường thường tôi bán qua bưu điện, cho nên thay vì mua qua bưu điện thì họ đến chỗ tôi ra mắt. Nhưng chẳng hạn như ở bên Cali có một lần tôi mang không đủ bán sách bán. Lần này tôi in nhiều và tôi ra mắt sách ở Toronto vào hội chợ Tết này đó cô. Dạ vâng. Rồi tôi cũng ra mắt sách ở hội chợ Tết ở Montreal.
ngày Toronto là 18 tháng này và Montreal là 19 tháng này. Sau đó một tuần tôi ra mắt sách ở Ottawa. Và tháng sau, sau Tết thì tôi ra mắt sách ở Cali, Nam Cali. Dạ, và tất cả những cuốn sách mà quý vị thấy trên đây là có hai cuốn sách mới và ba cuốn sách đã được tái bản, thì quý vị có thể theo cái địa chỉ email trên màn hình để mà đặt mua sách. Và như chúng tôi có nhắc qua là những cuốn sách mà đã được tái bản, tại vì những lần trước đã bán hết vì cái nó quá hot đi. Dạ, cảm ơn cô. Thường thường tôi có đăng quảng cáo ở trên thời báo với một vài tờ báo lớn đó. Dạ, quý vị theo đó mà đặt mua. Cái tốt nhất là đến mua sách khi tôi ra mắt sách thì giá không phải giả bưu phí, chứ còn bưu phí ở Canada nó kỳ mắc quá. Nhưng mà ít ra ở các tỉnh lẻ mua qua bưu điện thì mua được, tôi gửi. Dạ vâng, và vì thời gian có hạn xin cảm ơn nhà văn Trà Lũ rất nhiều đã dành ít thời gian đến để mà chia sẻ những chuyện cười rất là vui nhí nhõm cho chúng ta có thể cười cho đầu năm mới, vì như chúng ta biết là cười là một thang thuốc bổ rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Xin cảm ơn thời gian của ông rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn cô Tây Như, cảm ơn đài và xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một năm mới đầy tiếng cười. Dạ vâng, và một lần nữa quý vị có thể đặt mua sách theo cái địa chỉ email như quý vị đang thấy trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị.